Hi, xin chào tất cả các chị yêu của Shop Nga BM. Các chị yêu ơi, tối nay thì em sẽ tranh thủ lên sale các chị yêu nhé. Tại vì đây là những cái mẫu mã mà nó sẽ không còn về được nữa, mà nó chỉ còn có vài bộ thôi ạ. Cho nên em xin phép được sale luôn nha các chị yêu. Tranh thủ sale gom mã. Nên những chị yêu nào đang kiếm tìm cho em nha những cái mẫu sản phẩm mà em Nga lên tối nay thì các chị hãy lên cùng em nhé. Chị yêu nào yêu quý em cho em Nga một nút tương tác chia sẻ. Nói chung là những cái hàng mà nó để sai á, cắt mã em sale thì ví dụ như nó còn ít thì những chị yêu nào mà có chia sẻ em sẽ ưu tiên chốt đơn, nếu như mà có nhiều chị yêu chốt trên cùng một sản phẩm nhé các chị yêu nhé. Ví dụ như đầu tiên nó là một cái set bộ siêu hot của Shop em. Mẫu này em phải gọi là em bán không biết bao nhiêu bộ luôn. Cái set này thì em nghĩ là chắc chắn là nhiều chị yêu có được rồi đúng không ạ? Thế ạ, cho nên nếu mà chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga, cho em Nga một nút tương tác chia sẻ ủng hộ đầu like giúp em với ạ. Nó quá đẹp, quá xuất sắc và quá đỉnh luôn. Nên chị yêu nào đang nhìn thấy em Nga, cho em Nga một nút tương tác nha. Đẹp quá. Bộ này em đang mặc siêu đỉnh luôn các chị yêu ạ. Đẹp, sang, dễ mặc và cực kỳ xinh. Chị yêu nào đang nhìn thấy em, cho em Nga một nút tương tác với ạ. Em chào chị Đặng Thị Dung, em chào chị Đỗ Trang. Có bộ này em có size ML XL nha các chị yêu nha. Tuy nhiên mỗi size em chỉ còn có vài bộ. Ít lắm các chị yêu ạ. Nói chung là những hàng này nhà em Nga gần như về đến đâu là hết đến đấy. Nhưng mà vì bây giờ là hiện tại cái những cái mẫu này của nhà em Nga thì không còn về được hàng nữa. Thế ạ, hết bộ không còn về được nữa cho lên là còn bao nhiêu thì em lên luôn. Bên chị Nga có quần tây ống suông không? Quần quần jean à, quần quần Âu á, quần Âu ống suông á. Nên xét váy xem em. Chị Huỳnh Thúy ơi, váy em hôm trước em có lên váy đấy, chị ưng mẫu nào thì chị có thể xem lại like giúp em Nga. Váy thì hôm trước em có lên mấy mẫu váy rồi. Chưa có áo phông mà áo phông có chị Lê Thị Nga nhưng em chưa lên thôi. Tại vì nó đang lạnh mà em nói thật sự 1-2 ngày nữa nó bắt đầu nó lại có tức là như theo như dự báo ấy thì nói rằng 1-2 ngày nữa sẽ có mưa và rét và đầu tháng sau thì bắt đầu lại có trời trở lạnh. Thế ạ, cho nên là em mới không lên áo phông. Chưa áo phông thì đợt này bắt đầu là đang có dần dần áo phông đã về các chị yêu nhá. Đấy ạ. Rồi, em lên mẫu này luôn nha. Mẫu này em có như sau, em có duy nhất một bộ em đang mặc là size M. Em có duy nhất một bộ size M, size L và size XL nhá. Size L em có 3 bộ, size XL có duy nhất một bộ. Lên thông cho em Nga này. Giá này ngày hôm nay size XL có duy nhất một bộ, size M em đang mặc có duy nhất một bộ. Còn lại là em có mấy bộ size L. Bộ này chính chị yêu nào khoảng tầm 55 cân. 55 cân nếu mà người gọn đã cao gọn, các chị yêu muốn mặc ôm thì 55-56 cân có thể mặc được cho em size M. 60-61 cân đổ về các chị yêu có thể lấy bộ này cho em size L tí nữa nhá chị Hàn Ninh nhá. 60-61 cân đổ về có thể mặc cho em size L và 65-66 cân tính theo chiều cao 1m6 các chị yêu có thể mặc bộ này cho em size L. Bộ này siêu hot luôn. Em nên bộ đầu line siêu hot dành cho các chị yêu đấy ạ. Cho nên các chị yêu đừng bỏ qua nhá. Bộ này xuất sắc đỉnh luôn rồi. Chất liệu của nó thì cực kỳ mê. Em chỉ còn duy nhất một bộ size M, 3 bộ size L và một bộ size XL. Mà các chị yêu biết bộ này em bán không biết bao nhiêu bộ luôn. Thực sự mà cái màu nâu này của Nga nó rất là tây đây ạ. Các chị yêu nhìn kỹ cho em Nga. Thiết kế cổ V này, logo theo này, họa tiết này, mọi thứ chi tiết cho em đều đẹp bộ này ạ. Hôm nay em chốt đơn giá sale các chị yêu nhá, sale sốc luôn á. Các chị yêu mua, các chị yêu nói chung là giật mình luôn đấy. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay. Em đang mặc bộ này size M, duy nhất một M3L và một bộ size XL. Cho những chị yêu nào nhanh tay chốt đơn, ưu tiên cho chị yêu nào có chia sẻ nếu như mà có hàng có một size à một bộ, hai bộ hoặc là lẻ nhá. Nên chị yêu nào đang muốn kiếm tìm cho em một set bộ thể thao rất là đẹp, cực kỳ sang. Mẫu này thì mặc không bao giờ lỗi mốt với thời gian luôn. Và mẫu này nhà em Nga thì cái tông màu nâu cà phê như em đang mặc thì nó quá là đỉnh luôn rồi. Em phải khẳng định là cái mẫu này của nhà em Nga thì chị yêu nào cũng nghiện. Và cái tông màu này thì em nói thật sự nó quá xuất sắc, không cần giới thiệu nhiều. Chỉ có điều là chị yêu nào có size này, nhanh tay chốt đơn. Em có duy nhất một bộ size M em đang mặc, size L và một bộ size XL nhá. Chị yêu nào lấy nhanh tay chốt đơn, giá ngày hôm nay em sale đồng line này. Ưu tiên chị yêu nào có chia sẻ 499.000 cho em cả một cái set em đang mặc. Cả một set em đang mặc có mức giá là 499.000 ngày hôm nay. Lên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn ạ. 499.000 nhá. Các chị yêu nghe không nhầm đâu ạ. 499.000 em bắt đầu chốt đơn ạ. 499.000 em có mấy váy set thôi nhá. Chị yêu nào lấy thì comment cho em đúng cú pháp là M1 kèm theo size, kèm theo số điện thoại em chốt đơn ạ. 499.000 em đang mặc bộ này size M. Em có M, có L và một bộ size XL duy nhất thôi ạ. 1M
Em đang mặc là size M nhá, chị yêu làm lấy thì nhanh tay comment cho em đủ cú pháp để anh chốt đơn. Em tặng nốt sale bởi vì mẫu này em cắt mã nhá các chị yêu nhá, không có hàng về nữa. Cháy hàng rồi, không có hàng nữa. Nên là bên Trung Quốc kia người ta cũng sẽ dừng không sản xuất nữa nên em. Mấy nữa những bộ này mà khi bắt đầu rét về là các chị yêu muốn mua là không mua được nữa này. Một XL cho chị Nguyễn Luyến này. Một bộ size XL cho chị Nguyễn Luyến này, chị Hiền Vũ mà lấy một size XL ở chế độ dự phòng cho em nha chị Yên Vũ nhá. Ok ạ. 499 thì là ok chị Nguyễn Luyến lên chốt đơn rồi ạ. Size M cho chị Nguyễn Hương em chốt đơn là ok ạ. 499 thì mấy nữa thì mới bắt đầu thời tiết nó bắt đầu nó se lạnh nên là bắt đầu là các chị yêu muốn tìm những bộ này là không có bởi vì bọn em là cắt mẫu luôn rồi. Cho nên những chị yêu nào mà mua trước đấy và hôm nay các chị yêu mua được thì các chị yêu đừng bỏ qua. Số lượng có hạn. Bây giờ em còn duy nhất bộ này size L. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay ạ. Comment cho em đúng cú pháp là M1 ngày hôm nay mức giá cho em nha là 499.000. 499.000 cho em cái siêu phẩm set bộ này. 499.000 sẽ áp dụng trên line ngày hôm nay nha. Chị Nguyễn Tiến size XL ok rồi ạ. Chị gì đây ạ? Chị Nguyễn Hường M1 size M ok ạ. Chị Yên Vũ size XL chị đội dự phòng nhá. Chị yêu nào lấy size L, bây giờ M1 em chỉ còn duy nhất size L. Size L cho chị yêu nào khoảng tầm 56 cân, 56 cân cho đến chị yêu nào khoảng tầm 56 cân cho đến 60 cân, 61 cân thì theo chiều cao 1m6 là các chị yêu chốt cho em bộ này size L giúp em nha. Mức giá ngày hôm nay là 499.000 ạ. 499.000 cho em nha. Đẹp, toàn bộ nó là chất liệu u mì các chị yêu nhá. U mì các chị yêu nhá, rất là đẹp, cực kỳ sang xinh nhưng mà nó là u mì cốt tông nhá. Cho nên là mặc lên nó rất là dễ chịu và cực kỳ thoải mái, form đẹp, thiết kế cổ V, tông màu nâu, sang chảnh và cực kỳ xinh luôn. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Thị Lan, chị Nguyễn Lan, Nguyễn Lan một bộ size L em chốt đơn này. Ok, chị Nguyễn Lan một bộ size L em chốt đơn. Em còn mỗi M1 duy nhất size L thôi ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Hôm nay em chốt cho các chị yêu mức giá 499.000. Chị Nguyễn Lan mà lấy thì vui lòng chuyển khoản em chốt đơn nhá cho chị Viền Xanh nhé. Mẫu này của nhà em Nga có duy nhất một màu đây ạ, đúng y xì như em đang mặc thôi. Mẫu này có duy nhất một màu em đang mặc thôi chị Nguyễn Luyến ơi. Cho chị Viền Xanh nhé. Mẫu này có một màu em đang mặc thôi, không có màu gì khác ạ. Mà em không hiểu là Viền Xanh là như thế nào. Đây, mẫu em đang mặc như thế nào, em like như thế nào là chị nhận hàng y xì như vậy chị Nguyễn Luyến nhá. Nên là chị có thay đổi gì không chị báo em. Bộ em đang mặc còn duy nhất size L cho chị yêu nào từ 56 cân đến 61 cân ạ. Chị Nguyễn Lan lấy vui lòng inbox vào trong trang chuyển khoản giúp em thì em mới đi được đơn nha. Bộ này mức giá ngày hôm nay 499.000. 499.000 cho mã M1. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay comment cho em đúng cú pháp là em chốt đơn ạ. Bao đẹp bao rẻ. Không bao giờ các chị yêu nghĩ được bộ này có mức giá 499.000 vì nó quá là rẻ luôn các chị yêu. 499.000 set bộ em Nga đang mặc ạ. Em còn duy nhất size L cho chị yêu nào từ 56 cân cho đến dưới 61 cân em chốt đơn nha. Rồi em qua mã này luôn. Duy nhất size L. Chị yêu nào lấy size L thì nhanh tay. Đây ạ, em còn duy nhất size L thôi nha. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay bởi vì bộ này hết hàng rồi. Bộ này thì mặc không bao giờ lỗi mốt. Mặc từ năm này qua năm khác nhá các chị yêu nhá. Không bao giờ lỗi mốt với thời gian luôn. Mặc càng mê, càng mặc càng nghiện cho em nha. Rồi ạ, tiếp theo cho em nha. Bộ tiếp theo này. Đây ạ. Hết rồi các chị yêu nha. Đây ạ, bộ tiếp theo em chỉ còn có mỗi đây ạ. Bán không biết bao nhiêu. Bộ này của em Nga là bộ dày chị Vũ Nhàn nhá. Bộ này là bộ thu đông ạ. Bộ em đang mặc là bộ hàng thu đông chị yêu nhá. Bộ em đang mặc là hàng thu đông nên đương nhiên nó dày ạ. Bởi vì nó là hàng thu ạ. Bộ em đang mặc là hàng thu nha. Rồi mẫu tiếp theo này. Bộ này nhà em Nga toàn bộ hot thôi. Tại vì những mẫu này là em không phải về ít nhất là một lần đâu. Bộ em đang mặc không phải em về ít nhất một lần đâu. Mà em về đấy hôm trước các chị yêu nào nhớ mẫu này nhà em Nga không ạ? Em về 4 màu cơ. Mà hôm nay em hết sạch tất cả các màu rồi. Còn duy nhất màu nâu em đang mặc thôi. Là các chị yêu biết cái mẫu này nhà em bán khủng khiếp như thế nào. Số lượng nhiều như thế nào mà khách chốt đấy ạ. Còn duy nhất size L cho màu nâu. Nên giá ngày hôm nay xin phép được tặng nốt các chị yêu là 499.000 đấy ạ. Rồi ạ, tiếp theo cho em Nga bộ này. Bộ này thì em còn em đang mặc là M1 nhá chị Phúc Nguyễn ơi. Bộ em đang mặc là M1 ạ. Em đang mặc là M1 nhá, em chưa lên M2. M2 đây ạ. M2 thì em còn màu xanh. Màu xanh này em còn một bộ size L, một bộ size XL. M2 đây ạ. Cái bộ kéo khóa nhá, bộ này các chị yêu mua các chị yêu biết rồi. Giá ngày hôm nay này. Hôm nay em cũng xin chấp được sale tặng nốt luôn các chị yêu ạ.
Bộ em đang mặc là 499.000. Bộ này kéo khóa rồi các. Kéo khóa này các chị yêu nha. Bộ này nhà em Nga thì siêu hot rồi đúng không ạ? Chị yêu nào muốn sở hữu bộ này này, nên đơn cho em bộ này ngày hôm nay nha. Mức giá cho em Nga này. Kéo khóa em còn một bộ màu chất liệu nỉ xốp các chị yêu nhá. Bộ M2 của em Nga nó là chất liệu nỉ xốp. Em còn duy nhất một bộ màu xanh lêu size L, một bộ size L, một bộ size XL. Và màu đen thì em còn một bộ size L. Một bộ size XL. Nói chung bộ này em chỉ còn hai màu, màu đen thì em còn 1L, 1XL, màu xanh em còn 1L và cũng một còn 1XL. Em còn 4 bộ size L và XL. Yeah, cho nên em xin phép được tặng lốt mã M2 giúp em Nga. Chị Thanh Giang cao 1m70 có ngắn không? Chắc chắn là ngắn á. Mặc trên mắt cá chân cho em Nga nhá. Cao 1m70 thì mặc trên mắt cá chân chắc chắn là ngắn á. Bộ này em Nga rất là hot luôn rồi này. Chất liệu nỉ xốp cho em Nga. Bộ này siêu hot đúng không ạ? Hôm nay em xin phép được tặng lốt cho các chị yêu này. 590.000 cho em bộ mã M2. M2 em sale là 590.000. Chị yêu nào muốn sở hữu cái set bộ M2. Bộ này của nhà em Nga là bo gấu các chị yêu nhá. Bộ này siêu đỉnh luôn rồi. Đã, tông màu đen em còn 1L, 1XL. Màu em đang mặc thì em còn duy nhất một bộ size L thôi ạ. Chị Phước Nguyễn là lấy M1 thì cứ ghi lại hộ em là M1 nhá. Bởi vì em chưa có M2 đâu. Bây giờ em mới lên M2 này. M2 thì em có mức giá ngày hôm nay là 590.000. Em sale lốt là 590.000. Em còn duy nhất một bộ. Đấy ạ, nhìn cho em Nga nhá. Hàng cao cấp, hết hàng rồi ạ. Còn có 4 bộ cuối cùng. Hết sạch hàng luôn. Đã, nên chị yêu nào lấy chốt đơn. M2 cho em có màu xanh rêu L và XL dưới 64, 65 cân tính theo chiều cao 1m6 đổ về các chị yêu chốt đơn. Chị yêu nào lấy L2 chị Tôm Lưu 62 cân thì phải mặc cho em bộ này size XL ạ. Màu đen em có một bộ size L. Em mặc bộ này chuẩn là size M luôn. Màu đen em có 1M à 1L, 1XL. Màu xanh rêu em có 1L, 1XL. Mức giá cho em Nga ngày hôm nay 590.000. Em sell lốt nha. Chị Nguyễn Nguyễn lấy M2 màu gì cho em thêm màu. Các chị yêu không phải nghĩ những cái set này luôn ạ. Đây, em khoác tạm vào cho các chị yêu nha. Đây, cái áo này các chị yêu mua một chiếc áo không. Nói chung là các chị yêu mua một cái áo không, các chị yêu cũng có mức giá gọi là 6.600, 6.500 rồi. Đấy ạ, bộ ý chị mặc vừa không. Chị Hoàng Thơm ơi, bộ này em chốt cho các chị yêu đến 64-65 cân đổ về em chốt đơn. Đây ạ, em đang mặc màu đen đây các chị yêu nhá. Quần đây ạ, em dơ quần nhá, em không mặc vào nữa, em khoác áo thôi. Đen em có 1L, 1XL. Size L dành cho các chị yêu từ khoảng tầm 50. Chị yêu nào thích mặc thoải mái như em đang mặc này thì 54 cân cho đến 59, 60, dưới 60 cân. Chốt đơn cho em size L. Và từ 60 cân đến dưới 64, 65 cân đổ về chốt đơn cho em bộ này size XL. Màu đen có 1L, 1XL. Màu xanh rêu có 1L, 1XL. Mã cho em Nga là M2. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Ưu tiên cho chị yêu nào có chia sẻ chốt đơn nha. Chị nào ạ? 66 cân không vừa chị Hoàng Thoan ơi. 66 cân thì phải mặc size khác ạ. Chị Tôm Lưu 62 cân thì mặc vừa XL cho em Nga nhá. Bộ mẫu mặc là mã gì? Chị Hoàng Hằng ơi, bộ em đang mặc là nếu màu nâu này là mã M1, còn em đang mặc ở đây là M2 ạ. M2 là xếp bộ kéo khóa nhá, 590.000 hộ em. Thế ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Đây ạ, màu nâu em mặc bên trong là mã M1, em còn duy nhất size L thôi ạ. Còn màu đen này thì em còn 1M, à 1L, 1XL. Mức giá ngày hôm nay sale ạ, sale là 590.000 nhá. Em chỉ áp dụng giá sale trên live thôi ạ, còn các chị yêu inbox thì các chị yêu vẫn nguyên giá nhá. Em không em chỉ áp dụng sale ở trên live thôi. Tại vì những cái mẫu này là em chỉ còn lẻ, nhưng mà em nói thật sự mấy nữa hàng thì tắc biên không có hàng, mà mấy nữa trời bắt đầu thời tiết nó lạnh, các chị yêu có khi cần những mẫu này rất là nhiều luôn. Thế là lúc đấy các chị yêu muốn mua mẫu này là không có hàng đâu. Chị Nguyễn Liên lấy M2 màu gì cho em thêm màu đi ạ? Chị gì ạ? Em đang mặc bộ bộ màu nâu là size L. M1 em còn size L nha chị Phạm Nga. Đây ạ, M1 đây ạ. M1 này, chị yêu nào chưa dinh được M1 thì chốt đơn cho em M1 đây ạ. M1 em còn size L đây ạ. Chị Phạm Nga 1m55 nặng 50 cân thì chị chỉ mặc size M thôi, em hết M rồi ạ. M1 em hết M. M1 em chỉ còn size L thôi ạ. Hết ạ, em chỉ còn LXL thôi. M2 chị yêu nào lấy thì nhanh tay 590.000 cho em Nga. Rồi em qua M1 nhá, M1 em còn L. Bây giờ em sẽ mặc M2. M2 em mặc luôn ạ. M2 em còn size L và size XL. Bây giờ em sẽ mặc quần đen lên cho các chị yêu. Giá sale là 590 nha. Chất liệu cốt tông xốp các chị yêu ạ. U mì xốp các chị yêu nhá. Bộ em đang mặc là u mì xốp. Bộ này thì quá đẹp luôn rồi. Bây giờ em sẽ mặc luôn này. Đây em mặc luôn quần vào. Em chui luôn cho nó nhanh.
Em chui luôn bộ này cho nó nhanh nha. Bộ này của em Nga là Umi Shop, rất là đẹp luôn. Bộ này thì quá là xịn luôn rồi. Chị yêu nào mua bộ này nha em Nga là các chị yêu biết rồi đúng không? Bộ này giá trên thị trường các chị yêu mua là 750.000 đấy ạ. 750.000 hơn, còn hơn nữa ấy. Còn đắt hơn nữa các chị yêu nhá. Đấy. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Em đang mặc bộ này size L. Chị yêu nào khoảng tầm từ 54 cân cho đến 59 dưới 60 cân thì chốt cho em size L. 60 cân thì mặc cho em size L chị Nguyễn Tam nhá. M1 mà chị lấy 60 cân thì chốt cho em size L đây ạ. Màu đen em đang mặc đây ạ. Mức giá cho em Nga mã là M2 giúp em Nga. M1 60 cân thì chị mặc vừa size L đấy chị Nguyễn Tam ạ. Còn em đang mặc là M2. Chị yêu nào lấy M2 thì nhanh tay chốt đơn này. M2 em có 1L, 1XL cho màu đen. Giá sale ngày hôm nay là 590.000. Em có 1 bộ size L, 1 bộ size XL. Em nên nhanh nhá các chị yêu nha. Đấy ạ. Sau đó thì em qua mã luôn này. Màu xanh rêu đấy ạ. Màu xanh rêu còn 1L, 1XL. Chị yêu nào nhanh tay thì chốt ạ. Để em qua mã cho nó nhanh. Đỡ mất thời gian các chị yêu nhá. Vì những cái này em không còn hàng đâu. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Rồi ạ. Màu xanh đấy ạ. Màu xanh thì em còn 1L, 1XL. Là hết hàng. Mức giá sale ngày hôm nay là 590.000. 590 ạ. Đây ạ. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn rồi em mặc màu xanh đây. 590.000 giá sale. Em sơ lốt ạ. Quá là đẹp luôn. Gửi quần áo M8 nâu cho chị chưa là gì nhỉ? Hoàng Phan là gửi áo cho chị chưa? Đơn của chị Hoàng Phan bên em gửi rồi đấy ạ. Màu xanh rêu size XL cho chị Nguyễn Phạm. Chị Nguyễn Phạm ok ạ. Một xanh rêu, nói chung bộ này không phải dính nữa. Rồi ạ. Ok chị Nguyễn Phạm màu xanh rêu, chốt đơn này em hết xanh rêu. Đây ạ. Xanh rêu em còn một bộ size L nhá. Đen em còn 1L, 1XL. Rồi ạ, đây là màu xanh rêu. Bộ này nhà em Nga không phải nghĩ luôn. Bộ này những chị yêu nào mua được bộ này nhà em Nga, các chị yêu khuấy quá chất luôn ấy, quá đẹp, quá sang. Áo này các chị yêu biến nó thành một cái áo khoác độc lập được cho em Nga. Em đang mặc bộ này là size L nhá, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. M1 em sale lốt là 499.000 chị Cấn Thị Phượng ạ. M1 là 499.000 màu nâu. M1 là màu nâu 499.000. Em còn mỗi size L thôi ạ. Cho chị yêu nào từ 56 cân cho đến 60-61 cân đổ về, các chị yêu chốt đơn. Còn M2 em đang mặc nhá. Em còn màu đen và màu xanh rêu. Rồi em qua mã luôn ạ. Đỡ mất thời gian các chị yêu nhá. Tại vì nó chỉ có 1-2 bộ. Chị yêu nào nhanh tay thì được. Rồi ạ. Nguyễn Pha 1m65-67 cân. Chị nào Nguyễn Pha 1m65-67 cân lấy XL. Lấy XL ạ. Chị Nguyễn Pha vẫn mệt XL ạ, ok ạ. Rồi em qua mã M1, em qua mã M2 ạ. Chị Phạm Anh cho chị một bộ M1 60 cân, cao 1m60. Ok chị Phạm Oanh chuẩn size L luôn ạ. Ok chị Phạm Oanh một bộ size L cho mã M1 em chốt đơn. Ok chị Phạm Oanh này. Chị Phạm Oanh một bộ size L mã M1 em chốt đơn rồi ạ. Chị yêu là muốn lấy M1 499.000 thì nhanh tay nhé, em chỉ còn size L thôi. M2 em qua mã luôn nhá. M2 em kể còn mỗi bộ còn một bộ. Thế nên chị yêu là lấy chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp ngày hôm nay là các chị yêu lên đơn giúp em nha. Hết là hết hàng luôn ạ. Không có đâu các chị yêu nha. Rồi tiếp theo cho em Nga này. Em lên mã tiếp theo. Mỗi cái còn có 1-2 bộ mà. Tại vì nó không có hàng đâu các chị yêu. Không có hàng. Mấy nữa các chị yêu mà tìm cái này là các chị yêu không bao giờ có hàng luôn. Tiếp theo cho em Nga. Bộ này ngày hôm nay này. Còn có. Đây. Bộ này cho em Nga, bộ này em còn đúng 3 bộ, hết hàng rồi. Mỗi bộ một kiểu, mỗi bộ một kiểu. Bộ này màu nâu em còn size XL này, màu đen em còn XL. Màu xanh rêu này thì em còn size M. Rồi. M1 em đang mặc em còn duy nhất size L nhá. Chị yêu nào mà lấy thì chốt đơn cho em Nga, giá là 499.000. Bộ em đang mặc em còn duy nhất size L. Từ 56 cân cho đến 60-61 cân đổ về em chốt đơn. Em còn duy nhất size L cho chị yêu nào với mức giá 499.000. Em qua M2 đấy ạ. Bây giờ em lên xét thôi M3. M2 quá đẹp, chị yêu nào mà không tin quá phí luôn.
còn size L đấy ạ. Một mét năm bảy sáu mươi cân. Nếu mà người gọn thì chị Nguyễn Tam hay mặc size L thì mặc được cho em bộ đấy là size L nhá. Chị lấy size L thì chị bảo em ạ. Chị Nguyễn Tam ấy ạ. Tại vì cái bộ M1 của nhà em Nga thì size L nhiều, chị yêu 60 cân đấy ạ. 60-61 cân vẫn mặc L được. Đây ạ. Nên là chị Nguyễn Tam mà lấy thì size L thì chị báo em. Size M này phát lại cho khách này. Rồi ạ. Nên cho em mã này là M3. Bộ này của em Nga thì chất liệu của nó là cái chất liệu. Đây ạ, quần này. Quần cặp cao này. Bò này. Toàn những bộ hot hit nhà shop em thôi. Những bộ này em bán không biết bao nhiêu bộ đâu. Thực sự là những cái bộ này gần như là đa số em like một like. Sau đó thì em like những bộ nào mà hot hit thì em like thêm một like nữa. Yeah. Còn lại là bây giờ nó chỉ còn nẻ như thế này thôi. Đây, các chị yêu ngắm cho em Nga nhá. Màu xanh rêu em còn duy nhất một bộ size M. Màu nâu có duy nhất một bộ size XL. Màu đen có duy nhất một bộ size XL. Lên cho em Nga mã M3. Giá ngày hôm nay cho bộ này, này cũng là 590.000 em sale lốt ạ. M3 em sale là 590.000. Chất liệu của nó là Umi Gai nhá các chị yêu nhá. Em ơi bộ thể thao có bộ màu trắng không? Chị Duyên Hà ơi màu trắng, thật ra em cũng không biết đâu ạ. Bây giờ có mẫu là có màu trắng đấy chị Duyên Hà. Nhưng mà những bộ em sale tối nay thì em không biết nữa. Bởi vì là em cứ nhặt được cái gì em lên cái đấy. Bởi vì những cái này nó còn nẻ sai thôi, không còn hàng nữa các chị yêu nhá. Đấy các chị yêu biết rồi. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay. Mỗi mẫu em chỉ còn 1-2 bộ. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Chị Nguyễn Tam size L ok ạ. Chị Nguyễn Tam 1M1 size L em chốt đơn. Rồi ạ. M1 em còn một bộ size L cuối cùng. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay. Rồi bây giờ em lên mã này là M3 nhá các chị yêu nhá. Ai lấy M2 thì chốt đơn cho em M2. M2 của nó chất liệu của nó là Umi Soft. Còn cái M3 em đang mặc ở đây nó chất liệu của nó là Umi Gai các chị yêu nhá. Đấy ạ. Bộ này của em Nga đang mặc nó là Umi Gai. Em có một bộ size M như em đang mặc đây ạ. Xanh rêu, bộ này quá đẹp luôn. Cái chất liệu này nó mặc nó rất là thoáng, rất là sướng luôn. Cái chất liệu Umi Gai này, chất của nó rất là thoáng, cực kỳ thoải mái, dễ chịu nhá. Size M em đang mặc là dưới 55 cân đổ về mặc M. Màu nâu em còn một bộ size XL. Đấy, màu nâu em còn duy nhất một bộ size XL dành cho chị yêu là 65 cân. Nên màu trắng đi em, màu trắng á, chị yêu ơi, màu trắng thì chị chỉ có lấy sang bộ siêu cấp thì có màu trắng đấy chị yêu. Mà hàng siêu cấp. À, M1 57 cân cho chị Cấn Thị Phượng. Mà bộ cuối cùng cho chị Cấn Thị Phượng này. Ok ạ. M1 cho chị Cấn Thị Phượng size L cuối cùng. Hết. Một bộ vừa cho chị gì Duyên Tam đây. Chị Nguyễn Tam. Ok ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Nên màu trắng đi em. Màu trắng chị có thể xem vào trong cái mẫu siêu cấp thì em nhá. Nhưng mà màu trắng thì giá không sale đâu các chị ơi. Bởi vì giá nhà em nha. Nói chung những cái dòng đấy còn không có hàng các chị ơi. Đây. Bộ này em đang cầm tay này. Em có một bộ màu xanh rêu này. Một bộ màu nâu size XL này. Và một bộ màu đen size XL. Size XL dành cho các chị yêu dưới 65 cân đổ về em chốt đơn. Đấy ạ, chất liệu của nó là Umi Gai. Hàng xếp bộ thể thao cao cấp. Các chị yêu nhìn cái chất liệu này rồi. Đấy ạ, nhìn cái mẫu này là các chị yêu biết rồi. Giá của cho xếp bộ này ngày tối nay em sale lốt là 590.000 cho em bộ em đang mặc. Bộ em đang mặc có giá sale là 590, ghi hộ em là M3. M3 cho em Nga nhá, xếp bộ kéo khóa M3. Giá là 590.000. Em còn một màu nâu size XL, một màu đen size XL và một màu em đang mặc là size M các chị ạ, dưới 55 cân đổ về mặc M, dưới 64-65 cân đổ về mặc XL cho em Nga. Mức giá cho em Nga là 590.000 giá ngày hôm nay ạ. Em chỉ áp dụng giá chốt trên like thôi. Thế nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhé. Comment cho em Nga đúng cú pháp là M3. M3 này thì rất là đẹp luôn rồi. Đây, các chị yêu ngắm kỹ M3 này dùm em Nga này. Em có màu đen một bộ size XL ạ. Và màu nâu một bộ size XL. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay. Comment cho em đúng cú pháp là em chốt đơn. Đẹp, sang, xịn, mỗi tội, mỗi màu em còn một bộ. Mức giá 590.000. Xanh rêu là size M. Đen là size XL. Và màu nâu còn duy nhất một bộ size XL. Là hết hàng các chị yêu ạ. À, là hết hàng các chị yêu nhỉ. Màu trắng á, màu trắng thì các chị yêu lấy bộ hơn 1 triệu nhá. Các chị yêu mua một lấy màu trắng bộ siêu cấp 1.050.000 đúng không ạ? Các chị yêu muốn lên màu trắng bộ siêu cấp 1.050.000 em lên luôn. Đấy ạ. Còn những cái mẫu này thì nó là hàng cao cấp thôi các chị yêu nhá. Đấy ạ. M3 mai gửi cho chị Triệu Hoàng Thoan. M3 này Triệu Hoàng Thoan là 6 mấy cân nhỉ? Bộ này của em Nga em chốt 65 cân đổ về thôi ạ. À. Chị Hoàng Thoan lấy M3 màu gì ạ? À? Màu đen ạ. À. 65 cân, chị Hoàng Thoan là bao nhiêu cân? 1m57-66 cân. Chị 1m57-66 cân à? Chị Hoàng Thoan nào? Chị đang mặc bộ này nhà em Nga size XL chị Hoàng Thoan.
chị có mặc bộ này nhỉ? Em Nga mẫu như nào mà sẽ XL chưa nhỉ? Tại vì mẫu này là em chốt dưới 65 cân mà chị đang có cân nặng là 66 cân. Thành ra là em đang băn khoăn nên chưa dám chốt ạ. Dạ, thành ra là em băn khoăn nên chưa dám chốt. Rồi ạ, tiếp theo cho em Nga. Em qua mã bộ em đang mặc nhá, chị yêu nào đấy em chốt đơn 590.000. Đẹp, sang xịn không phải nghĩ luôn ạ. Chị Hoàng Thoan, nếu bình thường chị em mặc cái bộ này của nhà em Nga, đã từng mặc bộ này là size XL rồi thì em sẽ chốt cho chị XL này. Là màu đen. Đấy ạ. Em chỉ còn màu đen size XL và màu nâu size XL thôi. Đấy, em khoác luôn nâu và khoác tạm nhé các chị nhá. Nói chung là toàn bộ đẹp nhưng mà em không còn hàng. Đấy, nói chung là những chị yêu nào mà chờ săn sale hàng nhà em Nga thì cực kỳ khó luôn. Bởi vì sao? Bởi vì hàng nhà em Nga gần như đến đâu hết đấy. Ok chị Hoàng Thoan này. Bởi vì những cái mẫu này em Nga, tại vì ngay từ đầu ấy em bán giá cho các chị yêu đã giá quá rẻ luôn rồi. Tức là ngay từ đầu em bán cho các chị yêu cũng giá quá rẻ luôn, mà ngày hôm nay em sale nữa thì không phải nghĩ về giá luôn. Bởi vì là ngày hôm nay em sale nữa thì các chị yêu không phải nghĩ về giá luôn. Ok chị Hoàng Thoan, một bộ màu đen XL này. Em còn màu xanh rêu một bộ size M, màu nâu một bộ size XL nhé. Đẹp nhất ngay. Bộ này quá đẹp luôn ạ. Đây ạ. Em khoác tạm cái màu nâu này cho các chị yêu. Đấy ạ. Chị yêu nào lấy được thì chốt đơn nhá. Đẹp, sang xịn không phải nghĩ luôn. Đây là màu nâu này, màu nâu em có XL nên hơi rộng. Đây là màu nâu ạ. Các chị yêu nào lấy thì có thể xem giúp em. Mức giá cho em Nga, bộ này đều là bộ bo gấu các chị yêu nhá. Mức giá cho em Nga ngày hôm nay là 590.000. Rồi em qua mã này nhá. Các chị yêu chờ em chút xíu, các chị yêu thích bộ trắng chờ em chút xíu nhá. Chờ em chút xíu ạ. À, có cái set bộ trắng kéo khóa ở đây này. Thì nên đưa cho chị bộ trắng. Mẫu trắng, trắng chờ em chút xíu nhá. Trắng các chị yêu chờ em chút xíu ạ. Rồi em lên một mẫu này tiếp theo này. Nên tiếp theo cho em bộ này. Bộ này hôm nay em sale lốt các chị yêu nhá. Em còn có mấy bộ. Màu em đang mặc này duy nhất một bộ size M. Bộ này nhà em Nga thì quá hot hit rồi. Bộ này nhà em Nga này. Dáng của nó là áo hơi crop top các chị yêu nhá. Em đang mặc áo này, bộ này là size M. Size M dành cho các chị yêu dưới 54-55 cân đổ về mặc M giúp em Nga. Màu em đang mặc là màu nâu này. Em có size M một bộ này. Size M em đang mặc là một bộ này, một bộ size L này, một bộ size XL cho màu nâu này. Em có bộ em đang mặc nhá, một M, một L, một XL. Màu đen này. Màu đen thì em chỉ còn size XL thôi, màu đen thì còn hai bộ size XL. Màu đen còn hai bộ size XL. Màu nâu nhạt. Màu nâu nhạt, nâu đậm thì em còn một M, một L, một XL. Lâu nhạt còn một bộ size XL và màu đen. Em còn một bộ size XL nữa, cho nên bộ này ngày hôm nay em xin phép được sale cho các chị yêu này. À, mức giá cho em Nga giá sale ngày hôm nay nha. 420.000 đi ạ. Hôm nay em xin phép được sale lốt cho các chị yêu bộ này 420.000. Bộ em đang mặc ghi em là M4, em sale lốt cho các chị yêu là 420.000. Ok chị Hoàng Thoan ạ. Bộ này em sale lốt cho các chị yêu nhá. Size M là dưới 54-55 cân đổ về mặc M. Dưới 59-60 cân đổ về mặc L và dưới 65 cân đổ về mặc cho em size XL. Màu đen thì em còn duy nhất size XL. Nâu thì em còn đúng sót đúng một dây 1M, 1L, 1XL. Đấy ạ, màu đen thì còn duy nhất một bộ size XL. Màu nâu nhạt em còn duy nhất một bộ size XL. Dáng quần suông các chị nhá. Mẫu này của em Nga là quần của nó là quần suông, dễ mặc vô cùng luôn. Bộ này thì rất là hot luôn này. Đấy ạ, toàn những mẫu đẹp thôi. Nói chung là toàn những hàng độc lạ khác biệt, đúng không đụng hàng. Các chị yêu tìm mua ở trên các chị yêu tìm mua là cực kỳ hiếm luôn nhá, nên chị yêu nào lấy chốt đơn giá ngày hôm nay em sale lốt các mẫu cho các chị yêu là 420.000. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn, em chỉ còn mẫu này còn đúng có 5 mẫu đấy ạ. Mỗi mẫu nhà em Nga em còn lẻ size thì còn có vậy đấy ạ. Chị bộ nâu đậm nhé. Ok chị Hoàng Hà, nâu đậm size L em chốt đơn này. Chị Hoàng Hà một nâu đậm size L em chốt đơn. Có duy nhất một bộ nâu đậm size L cho chị Hoàng Hà. Em còn 1M và 1XL cho màu nâu đậm ạ. Màu đen em còn size XL.
49 cân ạ. 49 cân thì mặc bộ này cho em size M hơi thoải mái tí xíu chị Nguyễn Hồng nhá. Chị Nguyễn Thúy. Đâu? Chị Nguyễn Thúy nâu đậm size L chế độ dự phòng mất rồi chị Nguyễn Thúy ơi, em hết mất nâu đậm rồi. Một bộ lâu nhạt size XL ạ. Chị Tươi Phạm nâu đậm size L ở chế độ dự phòng mất rồi. Em có mỗi một bộ nâu đậm thôi. Một bộ nâu nhạt size XL đúng không? Một bộ nâu nhạt. Nâu nhạt size XL cho chị Thủy Đô này, ok ạ. Một bộ size XL nâu nhạt cho chị Thủy Đô nhá. Em chốt đơn 420.000. Chất đẹp. Cái này quay máy giặt thoải mái cho em nha. Dáng áo các chị yêu có thể tách set hay là mặc cả set cho em đều rất đẹp. Giá hôm nay là 420.000. Em còn nâu đậm một bộ size M, size XL nâu đậm cho chị Bùi Lương này. Chị Bùi Lương một bộ nâu đậm size XL em chốt đơn này. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay ạ. Comment cho em một cú pháp ạ. Chị gì nhỉ? Chị Thủy Đô một bộ nâu nhạt size XL rồi ạ. Chị Nguyễn Thúy sang. Chị Nguyễn Thúy là lấy màu nâu size M đúng không ạ? Chị Phan Liễu 48 cân mặc size gì? 48 cân mặc cho em hơi thoải mái một chút xíu đấy chị Phan Liễu ạ. Chị Nguyễn Thúy cao 1m53 nặng 55 cân. Nếu mà cao 1m53 nặng 55 cân người gọi thì mặc được cho em nha. Chị Nguyễn Nguyễn một bộ màu đen size XL ok ạ. Vậy là em hết màu đen size XL này. À màu đen XL em có 2 bộ. Em chốt cho chị Nguyễn Luyến này một bộ màu đen size XL. Vậy là em còn một bộ màu đen size XL và một bộ màu nâu em đang mặc size M nữa là hết hàng rồi các chị ơi. Bộ này siêu đẹp luôn. Bộ này nhà em Nga quá là đỉnh luôn ạ. Độc lạ khác biệt không đựng hàng. Nói chung các chị yêu tìm mỏi mắt cũng không có bộ này đâu. Đấy ạ, nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp là em chốt đơn. Mức giá ngày hôm nay em sale lốt là 420.000 nhá. Rồi ạ, cho em một bộ. Chị Trương Thị Cảnh cho em một bộ một. Cho em một bộ M là gì ạ? Chị Trương Thị Cảnh ơi. Chị Bùi Lương lấy bộ gì nhỉ? Chị Nguyễn Thúy là nâu đậm size M này. M chị nhé nâu đậm ok ạ. Chị Trần Thúy sao không thấy trả lời thế? Chị Trần Thúy em vừa trả lời chị Trần Thúy rồi chứ nhỉ? Chị Trần Thúy là lấy size L đúng không? Chị Thúy Trần Thúy ơi size L màu nâu đậm ở chế độ dự phòng hộ em rồi. Chị Nguyễn Luyến là cho chị M1, M4 thôi nhé. Size XL. Tức là chị Nguyễn Luyến bỏ M2 em ạ. Ok ạ. Rồi ok chị Nguyễn Luyến lấy M1 và M4 ok em chốt đơn. Chị Nắng Thu một bộ màu nâu nhạt. Chị Nắng Thu ơi một bộ màu nâu nhạt em hết mất rồi ạ. Nâu nhạt em chỉ còn size XL thôi ạ. XL vừa xong chị yêu nào lấy XL chế độ dự phòng. Chị Nguyễn Hồng Hải nâu đậm 52 cân size M chế độ dự phòng dùm em nha. Tức là size M bây giờ là chốt cho chị Nguyễn Thúy đúng không? Một bộ. Chị Bùi Dương 1m65 cân XL. 1m65 cân size XL. Size XL là 65 cân này. Bây giờ em chỉ còn duy nhất một bộ màu đen size XL và một bộ màu nâu này chốt cho chị Nguyễn Thúy đúng size chưa nhỉ? Chị Nguyễn Thúy ấy. Còn lại là chị Nguyễn Hồng Hải lấy màu nâu thì ở chế độ dự phòng của em. Bây giờ em còn duy nhất màu đen không còn mờ ạ. Màu đen em còn duy nhất một bộ size XL thôi ạ. Màu đen mã này em còn duy nhất một bộ size XL nhá. Mẫu này em còn duy nhất một bộ màu đen size XL. 420.000 ngày hôm nay. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay em chốt đơn này. 420.000. Siêu đẹp luôn. Còn duy nhất một bộ màu đen size XL ạ. Cho chị yêu nào dưới 65 cân đổ về em chốt đơn nha. Duy nhất một bộ màu đen size XL cuối cùng. Nên bộ trắng đây ok. Bây giờ sẽ lên bộ trắng đây. Chị Để Thủy Đỗ khách mới cho em xin chiều cao cân nặng đi ạ. Rồi em còn duy nhất một bộ như em đang mặc nhá. Em còn duy nhất một bộ màu đen size XL. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nha. Bây giờ em xin phép vượt qua mã M4 ạ. Cho chị cái bộ thể thao màu trắng này. Rồi em lên bộ thể thao màu trắng nhé. Ở góc này em xem nào. Màu trắng. Góc này. Đây. Bộ này chị yêu nào lấy thì nhanh tay nha. Bộ này em còn 1-2 còn ôi, hết sạch luôn rồi. Màu này hết sạch. Còn không còn màu gì nữa. Cái này không còn màu gì nữa. Còn màu gì nữa. Không có hàng này các chị yêu ạ. Chị nào mà không nhanh tay nữa. Hết sạch á. Hết rồi. Bộ này em xem còn sót bộ nào không. Nếu không sót bộ nào thì bộ này em còn đúng có 3 bộ thôi. Hết hàng rồi. Nói chung những cái hàng xịn này chị yêu nào mà không nhanh tay là hết. Bởi vì giá nhà em Nga không giống như những giá nơi khác đâu ạ. Rồi em lên đây nha, tiếp theo cho em Nga M5. Em lên M5 nha, M5 này. Chị yêu nào nhanh tay em báo luôn này. M5 cái bộ này nhà em Nga quá đỉnh luôn rồi. Giá thì ngày hôm nay nha, em báo luôn giá là 1.050.000. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt. Em chỉ còn đúng một bộ màu trắng size S và hai bộ màu trắng size M.
giá là 1050 cho hôm nay. Em bao giá toàn quốc luôn nhá. Thế ạ, cho nên chị cho nào lấy ví dụ em là mã tiếp theo nhá. Bây giờ cũng mặc khá hơn nha. Mẫu của cái bộ này của nó đẹp lắm luôn các chị ơi, nó là chất kiểu chất lỉ các chị ơi, nó không phải là chất thường đâu. Cho nên cái chất này này em nhập vào đắt hơn rất là nhiều. Chất này là chất mà em nhập vào rất là đắt luôn. Mà giá ngày hôm nay em bán cho các chị yêu là 1.050.000. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Đây ạ, chị yêu nào thích màu trắng, mẫu này thì quá đỉnh luôn rồi ạ, đây. Hết rồi. Duy nhất màu trắng còn một S 2M, hết sạch. Chị yêu nào nhanh tay thì chốt được. Đẹp ngất ngây, bộ này không có một điểm gì để chê luôn. Mặc là đẹp, mặc là sang, mặc là xịn. Nói chung là rất là đỉnh luôn. Những mẫu nào mà em đã chọn trắng về thì các chị yêu cực kỳ mê. À có một cái mẫu cổ trắng cổ tròn ý, hàng của Balenciaga á, chị nhớ có hình cái đấy mẫu đấy còn sao á. Là chị nhớ này, chị nhớ là còn mấy bộ ạ. Rồi à, chị yêu nào lấy bộ em đang mặc nhá. Nên hộ em M5 trắng size M cho chị Duyên Hà. Em đang mặc đây là M5 đây ạ. Đẹp không các chị, em đang mặc bộ này là size S nhá. Bộ này nhà em Nga thì quá đỉnh luôn rồi. Em đang mặc S đây ạ. S dưới 55 cân và M dưới 60 cân ạ. Chị Duyên Hà là bao nhiêu cân nhỉ? Bộ em đang mặc nhá, size S dưới 55 cân, size M dưới 60 cân. Bộ này của em Nga là 1.050.000, em chốt đơn ạ. Đấy ạ. Chị Trương Thị Cành một cho chị một bộ màu nâu đậm, nâu đậm chị Trương Thị Cành ở chế độ dự phòng ạ. Chị Duyên Hà ấy, khách mới cho em xin số điện thoại với ạ. Cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Hôm qua mình đặt mã quần M1 có được không em? Chị Hoan Sơn có được không nhỉ? Chị Hoan Sơn là có được quần không nhỉ? Nếu mà chị đặt hàng bên em mà bên em có gọi điện chốt đơn, nếu mà chị là khách mới bên em có gọi điện chốt đơn thì có nghĩa là chị có, hoặc là nếu chờ để em kiểm tra, hoặc là chị cho em xin lại số điện thoại đi ạ. Bởi vì có thể là nếu như mà bên nhà em Nga gọi điện cho chị yêu mà chị bận ý, mà chị không nghe được máy thì có thể là chưa chốt được. Bởi vì nhà em Nga sẽ không có khách mới nhưng mà không gọi được điện chốt đơn được ý. Đấy, nhà em Nga gọi điện cho chị mà không nghe máy thì có nghĩa là nhà em Nga chưa chốt được đâu ạ. Cho nên là chị Hoan Sơn là ngày mai để ý số điện thoại giúp em Nga nhé. Tại vì là các chị yêu khách mới nhà em Nga chưa có địa chỉ, mà các chị yêu không nghe máy để gọi điện chốt đơn lần đầu thì nhà em Nga không thể đi được. Rồi à, bộ em đang mặc nhá, mức giá là 1.050.000, men hộ em là M5 ạ. Đấy ạ, cao 1m55, chị Duyên Hà cao 1m55, nặng 55kg. Cao 1m55, nặng 55 cân à? Chị Duyên Hà ơi, chị mặc bộ này cho em size S thôi, người chị gọn không ạ? Giày đen vừa đi có bán không? Có, chị Đức Lê nhá, giày đen em đi có bán ạ, 48 cân. Chị 48 cân, em bộ này là bộ gì đấy ạ? Các chị yêu cho em mã đi, vì bộ này em còn duy nhất một bộ size S thôi. Chị Duyên Hà ơi, chị cao 1m55, nặng 55 cân, người gọn không ạ? Nếu mà phần trên vai chị gọn nhá, nếu mà vai chị gọn này, ngực gọn đấy ạ, thì chị mặc cho em bộ này size S. Còn nếu mà trừ khi là vai đậm, ngực rất là đậm đấy ạ, thì chị mặc thoải mái cho em nha, thì mới lấy M. Bởi vì chị mặc được cho em hai size, em đang mặc bộ này size S đấy ạ. Vì hàng siêu cấp này thì em đang mặc size S ạ. Nếu nên là nếu như mà người chị gọn nhá thì chị báo lại em, thì em chốt cho chị size S hoặc size M. Rồi bộ em đang mặc có giá là 1.050.000 ngày hôm nay. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay nhá, nên đơn cho em Nga, bộ này thì không bao giờ phải suy nghĩ về giá rồi. Em chỉ còn một S 2M đấy ạ. Chị Duyên Hà lấy thì cho em xin thêm thông tin một chút xíu để em chốt cho chị size S hay size M nhá. Đấy ạ, còn chị Phan Liễu lấy size gì thì comment lại cho em Nga, hoặc mã gì comment cho em Nga. Xét bộ 3 chi tiết luôn ạ. Giày em đang đi em có bán chị yêu nhá, giày em đang đi nó là giày cả giày á. Em tự gập đi các chị yêu nhá, giày của em đang đi nó là đây này. Giày em đang đi nó là đây nhá các chị yêu nhá, nhưng mà em tiện em lười ấy, em lười em gập lên đây. Ôi giày này của em Nga có giá là bao nhiêu? Bao nhiêu nhỉ? 848 cân, cao 1m54. À, chị Phan Liễu mà 48 cân cao 1m54 thì mặc bộ này cho em size S. À, mặc bộ này cho em size S thì hơi thoải mái một chút xíu nhá. Size S thì mặc bộ em đang mặc là hơi thoải mái một chút xíu ạ. Chị Phan Liễu eo 70. Tại vì bộ này của em Nga nó là cặp chun, cho nên là chị mặc cho em Nga hơi thoải mái một chút xíu. Đây ạ, hơi thoải mái một chút xíu nhá cho em Nga. 48 cân bởi vì em đang mặc là em 55 cân. Đấy ạ. Cho nên chị mặc cho em hơi thoải mái một chút xíu ạ. Người chị gọn, thế thì người chị gọn chốt cho chị Duyên Hà size S, chị Phan Liễu. Chị Phan Liễu có thể chọn sang mẫu sau size S đi ạ. Rồi ạ, em chốt cho chị Duyên Hà bộ này size S. Bây giờ em chỉ còn bộ này size M thôi. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Rồi em qua mã em đang mặc nhá. À, em qua mã.
em qua má vừa em qua má em mặc này, lên đơn cho em má tiếp nha, chờ em chút xíu á. Đây xe ép này, ép này đấy, bên trong đây này ép em mở này. Rồi em qua má em đang mặc nhá, rồi em lên mẫu tiếp theo này, lên cho em nga bộ tiếp theo. Rồi bộ này còn đúng bằng này, cái này em xin phép được lên mua này, bộ này cho nó gọn hàng. Bộ này em còn như sau, bộ này hết hàng rồi, em còn như sau này. Bộ này em còn màu đen, còn một L đỏ. Rồi, bộ này rồi đây ạ. À, chị yêu nào thích trắng này chốt đơn cho em nha nhá. Bộ này em còn đen, màu xanh rêu đây ạ. À, xanh rêu còn một M, đen còn một L, một XL, đỏ em còn một bộ tay L. Bộ này chất liệu nỉ xốp, bộ này nhà em Nga thì siêu sướng rồi. Chị yêu nào mà lấy được cái bộ nỉ xốp mà hàng thiết kế riêng này nhà em Nga thì quá đỉnh luôn rồi. Em qua mã M5 em đang mặc nhá, em lên tiếp theo M6 đấy ạ. M6 nhé các chị yêu. Phan Liễu mà 48 cân lấy cho em tí nữa, lấy sang cái bộ Balenciaga chị nhờ. Phan Liễu ạ. Phan Liễu mà lấy 48 cân tí nữa để em tìm xem có cái bộ cổ tròn này này, chị mặc cho em bộ cổ tròn này rất là đẹp luôn. Đây là size M của đấy có bộ size S à? Đây. Em đây không? Chị nào ạ? Chị Thơ Thoan Sơn á? Chị Thoan Sơn ngày mai nhà em Nga sẽ gọi điện chốt đơn lại nhá, nên chị để ý máy giúp em Nga. Rồi ạ. Ok ạ, để ngày mai sẽ gọi điện lại. Mai em gọi điện lại cho nên chị để ý máy giúp em nhá. Rồi, bộ này. Bộ này nhà em Nga các chị yêu biết rồi đúng không? Mẫu này nhà em Nga chất chất sướng các chị yêu. Em nói thật sự chất này các chị yêu càng mặc càng mê. Chất là nghiện nhá, nỉ xốp, nhưng mà em nói thật sự là cái chất liệu nỉ xốp đỉnh vô cùng luôn. Hàng mã của 88 các chị yêu nha, họa tiết rất là đẹp luôn. Mẫu này này, em còn duy nhất một bộ màu xanh em đang mặc là size M. Màu xanh còn duy nhất một bộ size M, màu đỏ còn duy nhất một bộ size L, màu trắng còn duy nhất một bộ size M, màu đen còn một L, một XL. Các chị yêu thấy bộ nhà em Nga khủng khiếp không ạ? Thật sự luôn ạ, không có nhiều. Đã sale là không có hàng các chị yêu đây. Đây ạ, các chị yêu nhìn cho em Nga nhá. Đây ạ, em còn màu đỏ này, một bộ size L. Em đang mặc bộ này là size M. Size M dưới 55 cân đổ về mặc M. Size L dưới 60 cân và XL dưới 65 cân. Đỏ em có 1L, đỏ có 1L, trắng có 1M. Trắng có 1M này, trắng có 1M nhá, trắng có 1M. À, đen có 1L và một bộ XL. Bộ này ngày hôm nay em xin phép được dành cho các chị yêu mức giá này 590.000 cho em bộ em đang mặc. Giá hôm nay em sale cho các chị yêu là 590.000 cho 5 bộ cuối cùng. 590.000 cho em Nga bộ này nhá các chị yêu. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. 590.000, đen có 1L, 1XL, 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. À, quần bo gấu ạ. À, bộ nỉ xốp các chị yêu nhá. Nỉ xốp, nhưng mà nỉ xốp này của em Nga nó là dòng thiết kế đặt riêng, nên chất liệu nỉ xốp này của nó thì siêu đỉnh luôn. Khi mà các chị yêu mặc cái nỉ xốp này vào người, các chị yêu mặc vào người các chị yêu mới cảm nhận được ạ. Đỏ em còn 1L cho chị yêu nào từ 55 cân đến dưới 60 cân. Đen thì em còn 1L, 1XL cho chị yêu nào từ 55 cân cho đến dưới 65 cân. Xanh em đang mặc em còn 1M dưới 55 cân và màu trắng em còn 1M dưới 55 cân. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn ạ. Đấy ạ, chị Thúy Phùng một bộ màu đen size L. À, chị bộ xanh em đang mặc, ok chị Vũ Nhàn bộ xanh em đang mặc là em hết bộ xanh này. Em hết xanh này, em hết xanh này, rồi ạ. Em màu đen size L này, màu đen size L. Màu đen size L cho chị Thúy Phùng đúng không? Chị Vũ Nhàn 61 cân ạ, màu xanh không có sai. Chị Vũ Nhàn ơi, 61 cân thì chị phải mặc cho em XL nhá. Màu xanh em có M thôi. Màu xanh em có M thôi, không có sai của chị Vũ Nhàn ơi. Chị chốt cho em đúng size đi ạ. Xanh em có M, các chị yêu ơi nghe giá sale của các chị yêu nghe kỹ về size hộ em nhé. Bởi vì những mẫu này em cắt mẫu, không có hàng. Đấy ạ, cho nên các chị yêu nghe kỹ về size và nhà em Nga có comment rõ size đấy ạ. Đấy ạ, màu đen thì có 1L, 1XL, màu xanh có 1M, màu đỏ có 1L, màu trắng có 1M. Đấy ạ, các chị yêu nghe kỹ về size hộ em hẵng chốt ạ, để cho đỡ mất công nhé. Đấy ạ, nên các chị yêu nào nghe rõ về size thì chốt cho em Nga nhá. Mức giá ngày hôm nay là 590.000 cho em bộ em đang mặc. 590.000, đây là màu đen. Màu đen,
Thúy Phùng đen L. Chị Thúy Phùng đen L, ok ạ. Đây ạ, màu đen size L, à màu đen nhé các chị yêu, đây ạ, em mặc màu đen size L đấy ạ. Bộ này nhà em Nga thì quá đỉnh luôn rồi, quần bo, gấu bo, quá là hot luôn rồi. Bộ này nhà em Nga, khách nhà em Nga mua 800 mấy cơ mà. Bộ này nhà em Nga khách mua 800 mấy cơ mà. Em lên hôm nay các chị yêu bao nhiêu ạ? 590. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhé, comment cho em đúng cú pháp là em chốt đơn. Mức giá cho em Nga là 590, em còn duy nhất màu đen còn một bộ size XL. Đa màu xanh còn 1M, màu trắng còn 1M. Đã, chị yêu nào lấy chốt đơn nhé, đen L em hết này. Đen em còn 1XL ạ. Nói chung là chị yêu nào lấy thì nhanh tay. Những dòng này là nó không còn hàng nữa, hết sạch. Màu đen này, size L cho chị Thúy Phùng. Ok chị nào ạ? Chị Vũ Nhàn chị... Không ạ, à, quần trắng đấy là quần khác chị yêu nhá. Trắng nó là khác chị yêu ơi, bộ này của em Nga, em đang mặc là M. Chị Vũ Nhàn ơi, quần trắng là quần thể thao của... Những cái dòng quần thể thao hàng siêu cấp thì chị không so sánh với hàng cao cấp hoặc hàng siêu cao cấp hoặc là hàng ấy nha các chị yêu nha. Mỗi một mẫu các chị yêu chốt riêng cho em nha. Cái bộ, cái áo, cái quần mà size M của hàng thiết kế đặt riêng nhà JR và nhà DBA ấy thì 60-61 cân chị có thể mặc được M cho em nha. Nhưng bộ này chị 61 cân thì chị phải mặc cho em bộ này size XL nhá. Đấy à, còn trừ khi người gọn là chị muốn mặc ôm chị mình lấy L cho em nha thôi, nhưng L là chị phải chấp nhận mặc hơi ôm cho em. Đấy à. Chứ còn nếu mà đây bộ em đang mặc là M mà, em đang mặc size M, size M em đang mặc có dưới 55 cân, làm sao chị mặc được M chị? Đúng không? Bộ này của em Nga size đánh nằm MLXL, cho nên là M là dưới 55 cân thì làm sao chị mặc được. Rồi à, em mặc màu trắng nhá, duy nhất một bộ màu trắng, xanh em có 1M, trắng có 1M, đỏ em có 1L. Mức giá ngày hôm nay là 590. Size M nhá. 60 cân thì chị lấy cho em size L đi, size L em còn màu đỏ và màu kia. Size L em bây giờ em còn duy nhất màu đỏ thôi ạ. Ok ạ, à, chị Nương Nhàn một trắng M em chốt đơn này. Đây ạ, à, trắng M cho chị Nương Nhàn em hết trắng luôn này. Ok ạ. À. Chị Nương Nhàn. Em vừa mới nhá. Em mặc sang màu đỏ nhá. Bây giờ em sẽ mặc sang màu đỏ size L. Trắng M em có mỗi bộ đấy hết luôn. Vậy đây em còn thay một bộ size M. Rồi á. Em hết trắng này. Hết trắng M này. Em còn màu đỏ size L đấy, em đang mặc size L đấy ạ. Em còn một đỏ L, một xanh M và một đen XL cho bộ này thôi là hết hàng rồi ạ. Mức giá ngày hôm nay có giá là 590.000, không phải nghĩ luôn. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. 590.000 em mặc màu đỏ size L hơi rộng một chút xíu á. Dưới 60 cân đổ về em chốt đơn. Bộ này 60 cân đổ về các chị yêu mặc bao đẹp cho em Nga nhé. Bộ này ạ. Em mặc màu đỏ size L đấy ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Duy nhất một bộ màu đỏ size L. Xanh còn 1M, đen còn một bộ size XL ạ. Chị yêu nào lấy bộ em đang mặc mã là M mấy nhỉ? M6 hộ em nhá. Bộ em đang mặc là M6. Mức giá ngày hôm nay là 590.000. Bộ này là 590.000. 590.000, 1050 là màu trắng qua mã rồi mà. Đỏ đô hay đỏ tươi ạ? Đỏ này là đỏ sẫm chị yêu ơi, không phải đỏ tươi ạ. Đỏ này của em Nga nó là đỏ mận đấy chị yêu ạ. Đỏ em đang mặc là đỏ mận nhá. Và bộ này của nhà em Nga nó là hàng thu đông đấy chị yêu nhá. Chất liệu của nó là nỉ xốp hàng thu đông, không phải hàng mỏng đâu nhá chị Vũ Nhàn nhá. Cho nên chị chốt để ý hộ em ạ. Tại vì em không biết ở các chị yêu ở vùng miền nào đâu. Vì nhiều khi em không nhớ được cái thông tin của các chị yêu ở vùng miền nào. Cho nên là bộ này em đang mặc nó là chất liệu nỉ xốp. Và đương nhiên nỉ xốp thì nó là thu đông luôn rồi.
Và bộ này em đang mặc có mức giá là hôm nay sale lốt là 590.000. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Đã comment cho em đừng cú pháp là em ra lên đơn nhá. Rồi em mặc màu đỏ L, đỏ này là đỏ mận dùm em nha. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Cái bộ Valencia. Rồi ạ, em qua bộ em đang mặc nhá. Em lên bộ tiếp theo này. Rồi em lên bộ trắng tiếp đây ạ. Chị yêu nào vừa xong 48 cân này không chốt được này, nên cho em mẫu này. Mẫu này thì quá đỉnh luôn rồi. Nhưng mà mẫu này chị yêu nào mà cũng không nhanh tay là các chị yêu cũng không chốt được này. Bộ này đẹp ngất ngây luôn. Chị nước nhà là sao? À chị lấy xanh xanh đúng không? Ok ạ. Chị nương nhàn đổi sang màu xanh này. Rồi ạ. Em đổi sang cho chị màu xanh. Ok ạ. Đổi sang màu xanh. À, em đổi chị bộ xanh mờ trắng mặc trẻ quá. Ok chị nương nhàn. Rồi ạ. Em chốt cho chị màu xanh rồi ạ. Chị thương mã cao 1m53 nặng 46 cân thì có mặc vừa bộ màu xanh không ạ? Mặc thì nếu mà chị mặc màu xanh đấy thì nó hơi bị hơi thoải mái một tí xíu đấy chị thương mã. Chị thương mã mặc nó hơi thoải mái chút xíu, 46 cân các chị yêu mặc hơi thoải mái. Rồi ạ, bây giờ em sang mặc bộ này nhá, tiếp theo nhá. Bây giờ em còn mỗi đen size L, đen size XL và màu đỏ đỏ mận này của nhà em nga là size N thôi. Mức giá ngày hôm nay là 5. Đây ạ, các chị yêu lên cho em bộ này đi ạ. Bộ này em còn có mấy bộ này. Chị yêu nào lấy này, hôm nay em sẽ chốt cho các chị yêu nha. Rồi ạ. Em đổi bộ trắng, ok. Ok chị Yến Linh ạ. Rồi ạ. À, bộ màu trắng cô chơi mã M6 đúng không? Mã M6 cho chị Yến Linh rồi ạ. Đây ạ, ai thích bộ này này, không phải nghĩ này, hôm nay em chốt giá này. Em nói thật sự em chỉ còn có mỗi mấy bộ thôi, chị yêu nào nhanh tay thì được. Những bộ này à, mấy nữa các chị yêu tìm không bao giờ có hàng, vì bộ này của em Nga nó là hàng siêu cấp. Nói chung hàng siêu cấp mà mấy nữa các chị yêu tìm thì không bao giờ có hàng đâu. Đấy ạ. Nhiều chị yêu cứ bảo là tầm này là chị phải mua Nga, không mấy nữa là không có hàng. Bởi vì sao các chị biết? Bởi vì những chị yêu nào mà mua, các chị mua nhiều là các chị yêu biết là đến cái tầm mấy nữa là thứ nhất nó về hàng hè, hàng tức là bắt đầu hàng đông ấy, là bọn em bắt đầu là gần như là không về nữa. À, về hàng hè, à, còn lại nó lên sale, cho nên nó rất là ít mẫu mới luôn, rất ít mẫu mới. Đây này các chị yêu sẽ thấy đúng không ạ? Và bây giờ là biên nó như thế nữa thì không, thường là sẽ hàng mới nó rất là ít. Nên những chị yêu nào mà tầm này mà bây giờ các chị yêu không mua thì mấy nữa các chị yêu cứ bảo chờ đến Tết rồi đi mua đồ, không bao giờ có hàng đẹp. Em nói thật sự. Chị Yến Linh khoảng 49 cân có vừa không? 49 cân ạ. 49 cân thì mặc hơi thoải mái cho em Nga một chút xíu nhá. 1m56 đặt 49 cân, mặc hơi thoải mái cho em Nga một chút xíu chị Yến Linh nhá. Chị Nương Nhàn size M rồi. Chị Nương Nhàn size M ok rồi, màu xanh size M chút đơn cho chị yêu rồi. Rồi ạ, bộ này em chỉ còn size S và size M này. Bộ này form rất là gọn. Chị yêu nào thích hàng siêu cấp này, giá ngày hôm nay cho em bộ này nhá, 990.000 cho em bộ này. Bộ này nhà em Nga tối nay, thật ra những cái mẫu này này em đều giảm cho các chị yêu thấp đấy. Mẫu này nhà em Nga hôm nay em chốt trên này cho các chị yêu mức giá là 990.000. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay này. Em còn có size S và size M, nói chung em chỉ còn có vài bộ thôi ạ. Em chỉ còn có 3-4 bộ cho mẫu này thôi. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Em còn size S và size M cho mẫu này nhá. Màu đen thì còn duy nhất, màu đen thì còn 2 bộ. Màu đen thì em còn size gì em xem nào. Bộ em đang mặc này, màu đen. Bộ này của em Nga giá hôm nay là 990. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay, em đang mặc bộ này size S. Màu đen em có size L. Màu đen thì em có size M và size L thôi. Màu trắng thì em có SM. Màu đen thì em có size M và size L. Giá hôm nay là 990.000. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Mã M7. Ví dụ em là mã M7 ạ.
Mơ bảo em đang mặc là size S nhá, bộ này form rất là xinh, cực kỳ gọn. Tất cả các thứ đang cho em Nga này, Balenciaga, tất cả chữ này đều nổi nhá. Nên chị yêu nào đấy chốt đơn. 990.000 em chốt like ngày hôm nay trên like ạ. Các chị yêu inbox thì giá vẫn về nguyên giá các chị yêu nhá. Tại vì là nếu mà các chị yêu nào inbox thì giá vẫn về nguyên giá các chị yêu nhá. Còn đây là em chốt trên like thôi. Cho nên là những cái hàng mà các chị yêu nào mà inbox sau like á là nó vẫn trở về nguyên giá thì các chị yêu phải chấp nhận nhá các chị yêu nhá. Bởi vì em chỉ ưu tiên chốt trên like. Cho nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Đây ạ. Màu đen thì em còn một bộ size M cho chị yêu nào khoảng tầm từ 55 cân cho đến 59 cân, 59-60 cân đổ về mặc M, dưới 65 cân đổ về mặc L cho em nha. Trắng thì em có SM dưới 60 cân em chốt đơn. Chị yêu nào mà lấy bộ này thì người nhỏ gọn cũng mặc được cho em Nga này. Mã cho em Nga là M7 ạ. Mức giá ngày hôm nay là 990.000. Bộ em đang mặc ạ, giá ngày hôm nay là 990 ạ. Bộ này các chị yêu mua trên thị trường toàn phải là 1.2, 1.250 thôi. Vì bộ này của nhà em Nga cái chất của nó siêu đẹp luôn. Cái này nó là cái kiểu họa tiết nhá, rất là xinh. Nói chung là mẫu của nó form rất là gọn. Đấy ạ, hàng bo gấu siêu cấp cho em Nga luôn ạ. Dòng thiết kế đặc riêng của CNT ạ. Bộ này của nhà em Nga là thiết kế đặc riêng của CNT nhá. Đấy ạ, cho nên chị yêu nào mua dòng này là các chị yêu biết ạ. Bộ em đang mặc 990.000. Đen còn 1M, 1L. Trắng thì em còn SM. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Comment cho em Nga mức giá là 990 chốt này trên này. Đấy ạ, chị yêu nào lấy chốt đơn nhá. Đen còn mỗi 1M, 1L thôi. Đây để em mặc màu đen luôn. Sau đó thì em coi mã này. Những mẫu này thì em chỉ còn có ít thôi nên em cứ mặc luôn nhá. Chị yêu nào mà nhanh tay được thì chốt ạ. Còn nếu mà chân tay thì các chị yêu có thể chuyển sang mã khác cho em Nga. Các chị yêu ưng mẫu nào thì chốt mẫu đấy. Tại vì những này em không còn hàng đâu. Nên chị yêu nào lấy chốt đơn nha. 990.000. Đen em mặc size M đấy. Trắng em mặc S nha. Bây giờ em sẽ mặc sang size M. Bộ này chị yêu là 48 cân này. Cái nãy chị yêu là 48 cân thì mặc bộ này cho em Nga này. Quá đẹp luôn. Chị yêu là người nhỏ gọn này, thấp này, nhỏ gọn này, mặc cho em Nga cái bộ này nó cực kỳ eo, hách dáng vô cùng. Bộ này đỉnh lắm. Bộ em đang mặc ấy ạ. Cực kỳ dễ mặc luôn mà tông màu trắng bộ này thì quá xịn luôn rồi. Nhá, size S, size M. Nó chỉ còn 1 2 bộ size S thôi. 1 2 bộ size S, 1 2 bộ size M thôi anh thủ lên cho các chị yêu những này. Mai sang tuần sang ngày mai ngày kia bắt đầu nó lạnh này các chị yêu. Nhận hàng là các chị yêu dinh ngay mặc được ngay và luôn, sướng luôn á. Đấy, sang tuần sang đầu tháng là các chị yêu mặc cho em những bộ này là sướng luôn. Thế mà lúc nãy là các chị yêu tìm hàng này nó cũng không có hàng nữa luôn. Đấy, em đang mặc màu đen đấy các chị yêu nhá. Màu đen này, em còn 1M, 1L. Đây là em mặc màu đen đấy ạ. Mẫu này nó form nó rất là gọn luôn cho nên em mặc S cũng được mà mặc M cũng được. Ai thích thoải mái thì mặc M như em này. Còn ai thích mặc ôm thì mặc S đấy. Mã cho em Nga là M7, mức giá cho em Nga là 990.000 ngày hôm nay. Bộ em đang mặc có giá là 990 ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhé. Comment cho em đúng cú pháp. Đã, nóng quá. 990.000. 990.000 cho em Nga bộ em đang mặc ạ. Nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp nhé. Bộ này của em Nga nó là hàng siêu cấp. Hàng siêu cấp giúp cho em Nga nhé. Cái này nó đang bị ẩn này. Hàng siêu cấp giúp cho em Nga. Bộ em đang mặc nó là hàng siêu cấp nha. Rồi ạ, 990.000. Đơ máy rồi. Bộ màu đen thì có size to. Chị Ngát Hoàng bao nhiêu cân ạ? Chị Ngát Hoàng là bao nhiêu cân ạ? Chị Ngát Hoàng ơi, bộ em đang mặc chỉ có SM, à có ML 65 cân đổ về thôi ạ. À, em ơi cho chị bộ trắng. Size cho người 65 cân. Chị Kim Thoa ơi trắng á. À, Nga ơi, chị xem like em mà không mấy khi được trực tiếp, hôm nay xem được like trực tiếp, chị muốn đặt một quần. Một quần gì ạ? Một quần riêng dáng gì ạ? Dáng baggy đúng không ạ? Một quần jean dáng baggy đúng không ạ? Khi hôm em like với quần cộng áo len đỏ, số điện thoại. Quần jean dáng baggy mà em like với lại áo đỏ, em không biết là mã nào luôn chị Hải Hà ơi. Chị Hải Hà ơi, bộ em đang mặc ạ, bộ em đang mặc nó là chất liệu cốt tông với chị yêu nhá. Chị mua nguyên là bộ em đang mặc chất liệu nó là cốt tông ạ. Chị Kim Thoa ơi, màu trắng size L. Màu trắng còn mẫu nào size L không nhỉ? Màu trắng á, mẫu này không còn size L. Em xem nào. Em xem nó còn L không. À còn size L, màu trắng size L đây, chuẩn luôn. Màu trắng còn size L đấy ạ, còn đúng một bộ size L trắng. Ôi,
Đây à, còn sót một bộ size L trắng 65 cân. Chị Kim Thoa lấy trắng thì ghi hộ em nhá. Ghi hộ em mà em đang mặc là M. Ghi hộ em bộ em đang mặc mã là M M7 ạ. Ghi hộ em là M7 nhá. Đen thì em còn 1M, 1L. Trắng thì em còn size S, size M. Và một bộ size L này. Trắng thì em chỉ còn như sau. Trắng em còn 2 bộ size S, 2 bộ size M và một bộ size L thôi. Hết hàng. Dạ, nên chị yêu là lấy thì nhanh tay ạ. Bộ em đang mặc là chất cốt tông. Xịn lắm luôn ạ. Mã là M7 nhá. Dạ, nên chị yêu là lấy chốt đơn. Bộ em đang mặc có giá 990.000 ngày hôm nay. Sau like thì không có giá này. Bộ em đang mặc thì sau like không có giá này. Dạ, còn em chốt trên like cho các chị yêu là 990. Tối nay ạ. Chị Kim Thoa mà lấy bộ em đang mặc màu trắng size L thì comment lại hộ em là M7 ạ. Các chị yêu lấy hàng thì vui lòng comment cho em đúng mã đấy ạ, đúng cú pháp thì em mới chốt đơn nha. Đấy ạ, bởi vì số lượng những cái mẫu này em không còn hàng đâu các chị yêu ạ. Đấy ạ, em nói thật sự những cái mẫu này em cũng muốn đặt hàng lắm, bởi vì mấy nữa các chị yêu tìm mua bộ này, các chị yêu diện Tết này, diện du diện các thứ là không có hàng luôn. Không ở đâu nó có, bởi vì sao hàng không có hàng. Cho nên là chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhé. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Rồi em mặc màu đen đấy ạ. Rồi, chị yêu nào lấy thì comment hộ em. Em qua mã cho nó nhanh, đỡ mất thời gian. Đấy ạ, vì nó chị yêu nào thích thì có thể xem lại. Chị yêu nào vừa hỏi em quần jean, nếu mà jean thì chị có thể lấy cho em mã này. Jean nhưng mà chị đang hỏi em là jean mẫu nào đấy ạ? À không, nhưng mà chị vui lòng chị Hải Hà ha. Chị Hải Hà này vui lòng chuyển khoản nữa thì thôi, chị inbox vào trong trang hộ em đấy ạ. Chị Hải Hà đơn đầu nhà em Nga đi 1,5 triệu mà em đi hàng cho chị không nhận hàng thì làm sao mà lần sau em đi chị làm sao mà chị mua được nhà em, trừ khi chị chỉ có chuyển khoản chị mới đi đơn. Đúng không các chị yêu? Em tin tưởng khách mới nhá, nhà em Nga này. Em nói luôn là em tin tưởng khách mới nhà em Nga mà em đi đúng một đơn hàng đến tận 1,5 triệu cho chị Hải Hà mà đi không yêu cầu chuyển, không yêu cầu cọc. Nhưng em chỉ đi đúng một lần thôi ạ, bởi vì sao? Em trao niềm tin cho các chị yêu đúng một lần. Em chỉ có niềm tin em trao cho các chị yêu đúng một lần thôi. Nhưng một lần các chị yêu làm mất niềm tin của em Nga, tất cả đơn sau các chị yêu vui lòng chuyển khoản em mới đi đơn. Đúng không ạ? Em trao lần đầu tiên cho các chị yêu mà em dám bỏ ra hẳn 1,5 triệu để em đi cho chị. Đấy ạ, nhưng mà đơn hàng đầu tiên của em Nga thì chị lại hoàn đơn của em về. Thì đương nhiên những lần sau chị làm sao có, chị chắc chắn là chị phải chuyển khoản em mới đi đơn nhá. Cho nên là đấy ạ, cho nên là chị xem được live trực tiếp nhà em Nga hay không xem live trực tiếp nhà em Nga thì cũng phải vui lòng chuyển khoản em mới đi đơn. Đấy ạ, cho nên là rất tiếc là như vậy. Rồi, em qua mã nha. Quần jean đen đằng sau lưng à, chị inbox ở trong trang giùm em đi ạ. Tại vì em đi đơn tiếp theo em cũng đâu có chắc chắn là chị có nhận được đâu, nên là chị phải chuyển khoản em mới đi đơn. Rồi ạ, à, em qua mã em đang mặc lên cho em mẫu tiếp theo này. Rồi ạ, à, lên cho em mẫu tiếp theo nha. Mẫu này em còn mấy bộ này, em lên nốt này. Cho em mẫu này đi ạ. Rồi, mẫu này nhà em còn có mỗi mấy bộ thôi. Em dơ lốt. Hết hàng rồi, bộ này em còn có 3 bộ này. Chị Yên Phụng M7. Màu đen size M cho chị Yên Phụng, ok ạ. Em đang mặc size M nhá các chị yêu. 1m56-54 cân chuẩn luôn size M ạ. Rồi ạ, à, nên cho em mẫu tiếp theo này. Mẫu này em chỉ còn size M thôi. Đấy, các chị yêu mua hàng bên nhà em, các chị yêu yên tâm luôn. Mua hàng bên nhà em là có nhật ký luôn. Rồi ạ, à, bây giờ em lên mẫu này nhá. Mẫu này thì em chỉ còn size M. Em qua mà em đang mặc hàng siêu cấp nhá, chị yêu nào lấy chốt đơn. Em lên bộ tiếp theo. Chị Kim Thoa lấy trắng L. Ok ạ, trắng L cho chị Kim Thoa. Hỏi là bộ trắng
Trắng mờ mẫu nào chị yêu ơi? Chị bây giờ chị còn 60 cân. Trắng mờ chị lấy mẫu nào? Chị lấy kéo khóa 3 chi tiết hay là chị lấy cái bộ cổ tròn ấy? Chị lấy bộ 3 chi tiết thì chị mặc mờ cho em Nga ok ạ. Nhưng mà chị lấy cổ tròn thì nó 50-50 ấy. Tại vì là lúc chị 60 cân, lúc chị 61 cân cho nên nó 50-50. Nhưng chị lấy bộ kéo khóa size mờ thì chắc chắn luôn ạ. Size L cho chị Kim Thoa này. Một bộ 18 size L cho chị Kim Thoa. Rồi ạ, bộ em đang mặc nhá các chị yêu nhá, chất liệu nỉ xốp. Bộ này thì em chỉ còn size M này, một màu nâu, bộ này đẹp quá. Màu nâu duy nhất một bộ size M này. Màu đen này, màu xanh này. Chờ một tí xíu này. Màu xanh này. Không còn size M cho mẫu này. Chất liệu nỉ xốp của em ạ. 990.000 ạ. Bộ đấy là 990 chị yêu nhá. Bộ nào ạ, chị nào ạ? Hả? Chị Vũ Nhàn ơi, chị Vũ Nhàn, chị 60 cân chị mặc bộ đấy cho em Nga thì nói chung là nó hơi 50-50 á. Nó hơi 50-50. Bộ này này, mỗi màu em còn duy nhất một bộ size M. Chị yêu nào lấy chốt đơn cho em Nga, bộ này chất liệu của nó là nỉ xốp nhá, rất là đẹp, cực kỳ sang xinh luôn cho em bộ này. Chị yêu nào lấy này, em còn màu nâu một bộ đẹp quá, bộ này đẹp quá quân luôn đấy ạ. Em sale lốt cho các chị yêu bộ này này, 550.000 của em. Bộ em đang mặc nhá, 550.000. Em có màu, em đang mặc duy nhất một bộ màu nâu size M, một bộ màu đỏ size M. 550.000 nỉ xốp nha. Một bộ màu đỏ size M cho em logo này, ong Gucci theo này. Rất là đẹp luôn. Một bộ màu đỏ size M, một bộ màu nâu như em đang mặc size M, một bộ màu đen size M và một bộ màu xanh size M. Cái này là em bị sót hay là kiểu gì á? Còn đúng 4 bộ size M. Đấy. Ví dụ em là mã M8 á. Ví dụ em là mã M8 nhá. Đây. M8 cho em Nga 550.000 dùm em Nga. 550 ạ. 550.000 ạ. 550.000 ạ. Còn bộ 450.000 tối qua không em, chị Ngọc Hân ơi. Bộ 450 tối qua là cái mẫu gì nhỉ? À đây, chờ một tí xíu. Chị Ngọc Hân ấy còn đấy, chị Ngọc Hân em còn size M đấy, chờ em tí chị Ngọc Hân nhé. Chị Ngọc Hân ấy bộ tối qua, chờ một tí xíu ạ. Đơn tối qua đi chưa? Nói chung là bộ nhà em Nga toàn nẻ sai thôi. Nói thật em bán không biết bao, những mẫu bộ nào em cũng bán số lượng khủng. Nhưng mà nói thật trộm gì đó là các chị yêu nhà em, các chị yêu mua hàng bộ nhà em Nga, các chị biết chất nhà em Nga rất là đẹp. Và giá thì nói chung là giá không ở đâu có luôn rồi. Thế ạ, cho nên các chị yêu không phải nghĩ luôn. Nên là hàng nhà em Nga cứ về đến đâu là hết đến đấy luôn. Bây giờ em chỉ còn lẻ sai như thế này thôi. Thế ạ, nên là các chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn. Bộ em đang mặc này, duy nhất một bộ màu nâu size M, một bộ màu đen size M rất là đẹp luôn. Bộ em đang mặc là mã M8 thì 57 cân không vừa. Bộ này em chỉ chốt đến 55 cân đổ về thôi. Chị yêu là 48 cân cho đến 55 cân là vừa cho em Nga. Bộ em đang mặc chị yêu là 48 cân cho đến 55 cân em chốt đơn. 48 cân cho đến 55 cân M8 màu đỏ size M cho chị Hữu Tuấn Lê này, một bộ màu đỏ. Một bộ màu đỏ này, size M cho chị Hữu Tuấn Lê này. 550.000 đẹp lắm luôn ạ, bộ này quá đẹp luôn ạ. Chị Hữu Tuấn Lê một bộ màu đỏ này, size M này. 550.000. Màu đen em còn 1M, màu nâu còn 1M, màu xanh em còn 1M. Hữu Tuấn Lê 1.56 cân. Chị Hữu Tuấn Lê. Chị Hữu Tuấn Lê M8 là chị mua hộ ai đấy ạ? Chị Hữu Tuấn Lê ơi, bởi vì chị em đang thấy các bạn đang cho em thông tin là chị 61 cân đó. Bộ này đẹp quá mà còn toàn size M. Đúng rồi chị Hoàng Hà. Bộ này rất là đẹp nhưng mà em còn toàn size M. Bộ này đẹp quá luôn ấy. Bộ này rất là đẹp luôn các chị yêu nhá, chất của nó siêu sướng luôn, chất đỉnh shop của nó cực kỳ thích. Mà em còn toàn size M thôi. Đấy ạ. Em còn toàn size M thôi. Chị Hữu Tuấn Lê ơi, chị lấy màu đỏ size M chị lấy cho ai đấy ạ? Nếu mà em mặc màu đen đây chị Trần Nhà ơi, chờ chút xíu, bộ này màu gì cho em cũng được. Chị Trần Bích Đoàn, nếu không em chốt cho chị Trần Bích Đoàn màu đỏ M8 nhá. Màu đỏ M8 cho chị Trần Bích Đoàn. Bộ em mặc màu đen đây ạ. Rồi màu nâu em đang mặc. Màu nâu em đang mặc đây ạ. Bộ này quá đẹp luôn. Màu đỏ có mỗi bộ thôi, bây giờ em sẽ mặc sang màu đen này. Các chị chị Hoài Vũ phải chốt thay áo một quần sáng nay gọi điện chị không nghe, giờ chị này bảo là không có ai gọi điện. Thế à, chị Hoài Vũ ơi, nhà chị các bạn đang bảo là hôm qua chị chốt hai áo một quần sáng nay nhà em Nga gọi điện nhưng mà chị không nghe máy đấy ạ. À, chị không nghe máy cho nên là chị mua cho vợ Hữu Tuấn Lê, là mua cho vợ, mua cho
chị anh không nên vào một vây vây của chị vợ là Đức Thắng Nguyễn mà chị bao đặt vào vợ. Anh Hiếu Tuấn Lê, nhưng mà em đang thấy là vợ vợ anh nhưng mà cân nặng bao nhiêu à? Vợ anh cân nặng bao nhiêu ạ? Bởi vì là cái bộ này size M của em Nga thì chỉ có dưới 55 cân thôi. Bộ như em đang mặc này này, em chỉ còn size M cho 48 cho từ 48 cân cho đến dưới 55 cân thôi ạ. 57 cân thì rất rất không vừa. À, chị Vũ Nhà ơi, bộ 990.000 thì chị 50-50 nhá, chị 60 cân cho nên là 50-50 ạ. À, chị Lê Phượng là M8 màu gì đấy ạ? Màu đỏ ạ. Màu đỏ em có mỗi một bộ thôi mà chị em đang chốt cho chị cho chị Trần Bích Đoàn hoặc là em chốt cho chị Trần Bích Đoàn còn còn âu của Hữu, anh Hữu Tuấn Lê là chốt trước mà, nhưng mà bởi vì là nhưng mà đang hỏi là mua cho vợ nhưng mà đang thấy cân nặng là 61 cân mà. Màu đen cái gì à? À Hữu Tuấn Lê là đổi 50 cân, có 50 cân thôi đổi sang màu đen. Ok ạ, chốt sang màu đen ạ. Cái màu đỏ cho chị Đoàn Bích Đoàn này. Màu đen cho anh Hữu Tuấn Lê này. Chị Quý Mão là màu nâu. Ok ạ, màu nâu. Màu nâu cho chị Quý Mão này. Em chốt được màu nâu cho chị Quý Mão thôi chị Quý Mão nhé. Nói chung bộ này nhà em Nga các chị lấy màu nào cũng đẹp. Em nói thật sự bộ này nhà em Nga ai mua được màu nào cũng đẹp. Bởi vì là em cũng không hiểu tại sao nó còn 4 bộ size M như này nên em tặng nốt cho các chị yêu có giá 550.000. Các chị yêu nhận bộ này các chị sẽ thấy cực kỳ đẹp luôn. Sướng vô cùng luôn. Cái bộ này nhà em Nga rất là thích luôn ạ. Chất nỉ xốp của nó là cao cấp nha. Màu đen cho anh Hiệu Tuấn Lê này. Màu đỏ cho chị Đoàn Bích này. Màu nâu là cho chị yêu nào vừa muốn comment ở phía dưới này. Chị Quý Mão này. Em còn một bộ màu xanh nữa này. Em mặc nốt màu xanh nha. 550.000 cho em Nga thôi. Mã cho em Nga. Bộ này rất là đẹp luôn ạ. 550.000. Đây ạ. Em mặc nốt màu xanh nhá. Bộ này đẹp chưa? Màu xanh. Chị Quý Mão thích mới cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Bộ này em đang mặc là 48 cân cho đến 55. Nhá. Chứ điều là nỉ xốp ạ. Chị Quý Mão thích mới cho em xin chiều cao cân nặng nhá. 50 cân ok ạ. Màu xanh cho em Nga này. Đẹp không các chị? Em nói thật sự chị yêu nào hôm nay chốt được cái mẫu này nhà em Nga M8 này. Màu nào cho em cũng đẹp. Nó đẹp từ form đến chất cho đến dáng ấy các chị yêu ạ. Đây ạ. Còn 550.000 thôi. 550.000 em còn mỗi một bộ cuối cùng. Mỗi xanh còn mỗi một bộ màu xanh cuối cùng 550.000. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn ạ. Chị Vũ Nhàn thì cái size M chị 50-50 nhá chị Vũ Nhàn ạ. Cho nên em cũng không chắc chắn được ạ. Tại vì là chị nút 60-61 cân. Chị Minh Lê màu xanh cho chị Trần gì đấy ạ. Hai bộ. Chị Quý Mão ơi, em chỉ còn mỗi một bộ màu nâu thôi. Nên em chỉ chốt cho chị được một bộ thôi chị Quý Mão nhá. Rất tiếc là em chỉ còn mỗi một bộ màu nâu thôi. Màu đen thì em chốt cho anh Hữu Tuấn Lê rồi ạ. Cho nên em chốt được cho chị một bộ màu nâu thôi. Nếu mà chị đồng ý thì chị ok lại dùng em nhá. Bởi vì em chỉ chốt được cho chị được đúng một bộ. Vì mẫu này em không còn hàng. Đấy ạ. Còn màu xanh cho chị Trần Nhài M8 em chốt đơn này. Chị Minh Lê cao 1m50 nặng 48 cân. Mặc bộ này cho em quá đẹp luôn chị Minh Lê ạ. Chị Minh Lê mà mặc bộ này cho em Nga này. Cao 1m50 nặng 48 cân thì mặc bộ này cho em quá đẹp luôn. Rồi ạ. Chị Nương Nhàn lấy màu xanh ở chế độ dự phòng của em mất rồi. Chị Trần Nhài M8 màu xanh. Chị Nương Nhàn M8 màu xanh ở chế độ dự phòng nhá. Em qua mã này này, em hết hàng luôn này. Em hết M8 nhá, nên cho em Nga M9 này. Ok ạ, chị tiếp theo cho em Nga bộ này. Bộ này em cũng còn có mỗi mấy bộ này. Nói chung là mỗi bộ một kiểu, mỗi bộ một màu. Lên lốp luôn này. Xeo lốp nha các chị. Lên cho em mẫu này. Mẫu này em còn màu đen này. Rồi ạ, cổ V nha. Quá là đẹp luôn ạ. Size M, rồi em mặc nhá. Em lên tiếp theo M9 ạ. Em qua M8 nhá, M8 hết hàng. Em lên M9 ạ. Thank you.
này em còn màu đen duy nhất một bộ size M này. Em còn màu đen này, duy nhất một bộ size M. Màu đen nhá, em còn duy nhất một bộ size M như em đang mặc nhá. Size M dưới 55 cân mặc M cho em nha. Màu em đang mặc là màu đen này. Em còn màu đen một bộ size M, một bộ màu đen size 2XL, một bộ màu nâu size 2XL. Không biết còn bộ nào nữa không. Thế hết rồi, chờ một tí nhá. Để xem nó có còn sót không. Nhìn xem nó có còn sót bộ nào không. Nâu này, size 2XL này, một bộ màu đen size M và một bộ màu đen size 2XL. Một bộ màu xanh than size L nhá. Bộ này em chốt luôn cho các chị yêu này. Nên nốt tặng nốt này, sell nốt này, 490.000, chị yêu nào lấy thì nhanh tay. 490.000 cho ngày hôm nay đi ạ. Bộ này em sell nốt là 490, em còn có đúng 4 bộ thôi. 4 bộ này em tặng nốt cho 4 chị yêu. 490.000. Bộ này em đã không phải đi luôn, em đang mặc size M đấy ạ. Chất liệu của nó là Umiga nhá, cho nên là nó rất là thoải mái, dễ chịu luôn. Cái chất liệu của nó mặc siêu sướng luôn, nó thoáng khí, nó dễ chịu. Mặc rất là thoải mái, dễ chịu luôn. Cổ này, thiết kế cổ V nữa, những cái bộ này là siêu hot luôn này. Bộ này riêng những cái thiết kế cổ V này của nhà em Nga thì lúc nào cũng hot. Mỗi tội không có hàng, các chị ơi, hết sạch rồi. Không có hàng nữa. Bây giờ màu nâu này, màu nâu có đúng một bộ size 2XL. 2XL 70 cân đổ về em chốt đơn nha. Đen em còn 1M, một bộ size 2XL. Màu xanh than em còn một bộ size L cho chị yêu là dưới 60 cân. Đấy ạ. Còn đúng có 4 bộ, đen còn 1M, 1XL, nâu còn một bộ size 2XL và xanh than em còn duy nhất một bộ size L. Chị yêu nào lấy nhanh tay chốt đơn 490.000 cho mã M9 nhá. Em M10. M9 ạ, 490.000 cho mã M9 nhá. Màu xanh size L cho chị Minh Lê không được màu xanh than thì lấy màu đen nhé. Gì nhỉ? Màu xanh à, màu size L cho chị size L cho chị gì nhỉ? Màu xanh bộ này nó chị Minh Lê là lấy màu đen size M đúng không? Các chị yêu ghi hộ em mã M9 chị Minh Lê lấy màu đen đúng không? Sao comment chị bị ẩn hết rồi? Minh Lê 158 cân. Chị Minh Lê màu đen đúng không? Size M đúng không? Hình như cần ai chị nào ở phía trên size XL nhỉ? Màu đen, chị Trần BB màu xanh than size L này. Chị Trần BB màu xanh than size L có duy nhất một bộ này. Chị Hoài Vũ hỏi là bộ 2XL là dưới 70 cân ạ. 2XL là dưới 70 cân ạ. Em có màu đen thì em chốt cho chị à. Màu đen em chốt cho chị Minh Lê rồi ạ. Màu đen em chốt cho chị Minh Lê size M. Chị Huyền Trang màu đen size M chế độ dự phòng của em ạ. Chị Quý Mão M9 màu đen. Màu xanh than, chị Mộc Lam màu xanh than ở chế độ dự phòng rồi ạ. Bây giờ em còn mỗi size 2XL thôi, chị Hoài Vũ cho chị màu đấy. Không còn size XL các chị yêu, không còn. Hết sạch các chị yêu. Tại vì là hàng nó không về được nên nó không có hàng các chị yêu. Hàng nó không về được nên nó không có hàng. Em chỉ còn duy nhất một bộ 490.000, bộ này siêu hot luôn. Em toàn nên các chị yêu biết là hàng này size này em ngang là toàn bộ hot rồi. Em chỉ còn duy nhất màu đen size 2XL. Size 2XL cho chị yêu là 60 cân cho đến dưới 70 cân. Màu nâu cũng còn một bộ size 2XL cho chị yêu nào 60 cân dưới từ 65 cân đến dưới 70 cân em chốt đơn ạ. Màu đen em hết nha. Chị Minh Lê màu đen size M em chốt đơn rồi ạ. Chị Quý Mão lấy màu đen. Chị Quý Mão là size gì nhỉ? Em chỉ còn size 2XL thôi các chị yêu nhé. Chị Quý Mão size M chế độ dự phòng rồi ạ. Hết hàng ạ. Chị Nhâm Đặng quần cái gì ạ? 57 cân ạ. Bộ này 57 cân size L nhá, nhưng mà em hết size L rồi. Bây giờ ai lấy M và L chế độ dự phòng, em chỉ còn mỗi 2XL thôi. Bộ em đang mặc em còn mỗi 2XL, em sell nốt, tặng nốt cho các chị yêu là 490.000. 490.000, nói chung là giá không ở đâu có luôn rồi. Màu nâu cà phê còn duy nhất một bộ size 2XL. Màu đen còn duy nhất một bộ size 2XL, giá hôm nay là 490.000. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá, comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn em hết hàng. 57 cân là phải size L ạ. À. Hết 2 size L rồi, em chỉ còn XL cho 2 bộ này thôi. Nên chị yêu là lấy chốt đơn. Đây ạ.
hai mặt chị 57 cân chị lấy cho em cái bộ này này, 57 cân chị lấy cho em cái bộ này này đẹp này. 63 cân thì phải mặc size XL, à hàng XL thôi chị yêu ạ. 63 cân thì chị mặc cho em XL thôi. Đây các chị yêu nào mà 63 cân thì mặc cho em bộ này. Vừa xong cái bộ này size XL. Nếu mà chị yêu nào mà 63 cân nhá thì nên chốt cho em cái bộ này này. Bộ này vừa xong em chốt bao nhiêu nhỉ? 590 đúng không? Đây ạ. À, các chị chốt cho em bộ này này. Bộ này là quần của nó bo gấu. Bộ này của em Nga thì không bo gấu nhưng mà cái bộ mà em mặc này này. Đây thôi em bỏ, em cởi hàng áo đây em mặc tử tế cho các chị yêu cái bộ này. Bộ này đẹp lắm luôn, chị nào mà tin em Nga thì lấy cái bộ này. Bộ này là Phúc Bảnh Mỹ này. Em nói thật sự luôn, bộ này là cực kỳ đẹp. Đúng rồi em cũng về hàng luôn. Còn size 2XL thôi, chị yêu nào 70 cân thì chốt cho em bộ đấy. Bộ này size M này. Đây chị nào mà tin em Nga ấy, thì lấy cho em bộ này này. Màu đen này em còn đúng một bộ size L, một bộ size XL. M18 em hết hàng rồi ạ. M18 em hết hàng rồi các chị yêu nhá, lên cho em bộ này này. Chị nêu thì hơn 65 cân mà cao bao nhiêu ạ? 65 cân mà chị mặc cho em size 2XL nhá. 65 cân thì mặc cho em size 2XL nha chị Lê Thị Hưng. Chị Lê Thị Hưng mà 65 cân nếu mà cao dưới 1m58 đổ về thì chị mặc cho em size 2XL cho nó thoải mái á. Thế á. Chị yêu nào mà tin em Nga lấy cho em bộ này này. Chất liệu mỉ xốp này, hàng cao cấp nhưng rất là đẹp. Giá em mặc kéo khóa nha, bộ này các chị yêu thích thì các chị yêu biến nó thành cái áo khoác độc lập được cho em Nga. Rất là đẹp luôn. Nói chung là mua bộ này em thấy hữu dụng vô cùng. Giá sale ngày hôm nay là có 590.000 thôi. Em có đen. Đen thì em còn size L là em đang mặc này. Size L và size XL. Màu xanh rêu thì có L và XL. Bộ này 590.000. Chị để chị xem lại chốt mấy bộ. Chị Lê Thị Hưng cao 1m53 là 65 cân thì phải mặc cho em size 2XL ạ. Mặc 2XL nhá chị Lê Thị Hưng nhá. Nhưng mà 2XL chị đặt đầu của 2XL trên cho nên chị chấp nhận mặc hơi thoải mái cho em Nga một chút xíu. Những chị yêu nào mà giữa size như chị Lê Thị Hưng ấy, tức là chị cao 1m53 là 65 cân thì chị phải mặc chấp nhận cho em Nga là size 2XL, mặc hơi thoải mái cho em Nga một chút xíu. Đấy à, chứ còn để mà mặc mà kiểu ôm ấy thì chị mặc XL thì nó lại sẽ bị ôm quá. Đấy à, nó sẽ bị kích. Đấy à, cho nên là mặc đầu của size 2XL thì nó sẽ hơi thoải mái một chút xíu và chấp nhận mặc hơi thoải mái cho em Nga một chút xíu thì chị lấy nhá, chị Lê Thị Hưng. Đấy à, chị vì chị vừa bán hàng vừa xem à thấy à, chị Nguyễn chị yêu. À, ok chị thích rộng. Nếu mà chị thích rộng thì chị mặc cho em size 2XL quá đẹp luôn ạ. À. Chị lấy màu đen hay màu nâu thì chị báo em nhé. Chị Lê Thị Hưng nhé. Đấy là M9. Nếu mà chị thích rộng thì quá là xịn luôn rồi. Thì chị lấy luôn cho em Nga là chị lấy cho em Nga là màu đen hoặc màu xanh hoặc màu rêu đều được. À, rất là thích luôn. Rồi ạ, à, bộ em đang mặc đây các chị yêu nhá. Bộ này em nói thật sự chị yêu nào mà tin em Nga lấy bộ này. Bộ này em nói thật sự là em muốn đặt về thêm ý mà không có hàng. Vì bộ này nó cực kỳ hữu dụng luôn. Áo bo gấu, áo của nó form rất là trẻ. Em đang mặc bộ này size L đấy. Em đang mặc bộ này size L đấy các chị yêu nhé. Em đang mặc bộ này size L. Rất là đẹp, cực kỳ sang xinh. Em còn mỗi một L và một XL cho màu này. Lê Thị Hưng màu nâu ok ạ. Ok, một bộ màu nâu size 2XL chốt chị Lê Thị Hưng. Vậy là em còn duy nhất một bộ màu đen size 2XL thôi. Chị Lê Thị Hưng khách mới cho em xin số điện thoại nhé. Chị Lê Thị Hưng khách mới cho em xin số điện thoại. Màu đen size M đây này. Màu đen size M đây nhé. Màu nâu mã 19. M19 á, 490.000 màu đen đây. Rồi ạ. À, chị yêu nào lấy bộ em đang mặc thì chốt đơn nha, 590.000. Rồi em qua mã mẫu em đang mặc nhá. Nên cho em mã tiếp theo này. Rồi chị yêu nào hôm qua hỏi em cái bộ này. Bộ này là 450.000 đấy ạ. Chị yêu nào lấy bộ em đang mặc thì chốt đơn cho em bộ này. Đẹp, sang xịn, dễ mặc, không phải mũi nhá. Thế ạ. Rồi bây giờ sẽ mặc sang bộ này nhá. Chị Lê Thương à? Chị Lê Thị Hưng cho em xin số điện thoại với chị Lê Thị Hưng ơi. Chị Lê Thị Hưng khách mới cho em xin số điện thoại với em.
kết nối cho em xin số điện thoại nhé. Đây ạ. Đây là chị yêu nào hỏi em mẫu này này, em còn size M cho mẫu này đấy ạ. Màu nâu này em còn size M và màu đen thì em còn duy nhất một bộ XL. Chị yêu nào lấy mẫu này nên hộ em mẫu này nhá. Lưu ý cho em bộ này này, 450.000 nhưng các chị yêu lưu ý về chất cho em Nga nhá. Bộ em đang mặc này, em sale là 450.000 nhưng các chị yêu lưu ý về chất này cho em Nga nhá. Các chị yêu lưu ý này, cái bộ này của nhà em Nga, bản chất quần, cái chất liệu của nó là nó không ôm bó vào cơ thể. Các chị yêu nhìn cho em Nga nhá. Cái này này, cái quần này thì các chị yêu có bao nhiêu cân, các chị yêu cũng vừa. Đấy ạ. Nói chung là các chị yêu có thể cứ gọi là cho cả một cái chị yêu nào mà có cái đùi 80 cân các chị yêu cũng đút được vừa cho em Nga. Nhưng mà cái chất liệu nó như vậy ạ, chứ nó không phải là cái quần mà khi các chị yêu vào, các chị yêu mặc vào, các chị yêu xỏ vào và các chị yêu cảm giác nó rộng, mà là mặc vào là nó tự suông, nó không ôm bó, quần của nó là quần baggy nhưng chất liệu của nó là không ôm đùi. Đây các chị yêu nhìn em mặc. Em mặc nó cũng không ôm vào đùi của em Nga đâu, bởi vì đùi của em Nga đây. Nếu như em ôm đùi á thì các chị yêu sẽ thấy này, em phải túm quần nó như thế này. Em phải túm cái quần nó như thế này, đấy á. Chẳng lẽ mặc cái quần mà phải túm như thế này đúng không ạ? Nó mới co giãn hết cái chất liệu thì nó mới ôm đùi. Thì nó không đúng mà cái chất liệu này nó như vậy ạ. Cho nên chị yêu nào mà mặc cái chất liệu này nhá, là các chị yêu phải xác định chất liệu cho em Nga. Bởi vì là cái chất liệu này này, nhà khách này nhà em Nga ấy, chị yêu nào mà hay mặc những cái dòng mà đặt riêng như thế này này, là các chị biết chất liệu rồi thì các chị lại rất là thích. Bởi vì những chất liệu này nó quay máy giặt không bao giờ bị bay. Thế là mặc lúc nào nó cũng như vậy, có nghĩa là lúc đầu mình cảm nhận ấy thì mình mặc lên lúc nào mình cảm nhận đầu tiên nó mặc nó rất là thoải mái. Thế là thì rất nhiều khách nhà em Nga mặc quen rồi, các chị rất là thích cái dòng chất liệu này luôn. Nhưng mà nhiều khách là mới mua lần đầu thì đầu tiên sờ vào xong tự dưng lại đút cái tay vào xong tự dưng cảm giác nó rộng, mà nó rộng vào nên nhiều chị yêu bảo là trời ơi sợ cái này là nó bay. Không bao giờ bay các chị yêu nhá, lúc nào nó cũng như thế này. Các chị yêu cũng mặc 15-20 năm, đấy, lúc nào nó cũng chất liệu nó cũng cứ như thế này cho em Nga. Đấy, cho nên chị yêu nào lấy chốt đơn. Em chỉ còn bộ em đang mặc size M, màu đen thì em còn XL cho bộ này. Mức giá cho em Nga là 450.000. Mã cho em Nga bộ này là M bao nhiêu nhỉ? M11 giúp em Nga. Bộ em đang mặc là M11. Chị Nguyễn Hân là bao nhiêu cân nhỉ? Chị Ngọc Hân bao nhiêu cân nhỉ? Bộ này là dưới 55 cân. Chị Ngọc Hân ơi, bộ em đang mặc là 55 cân, đổ về em chốt đơn. Chị Ngọc Hân 1m50 cân. 1m50 nặng 50 cân thì chị mặc vừa cho em bộ này size M như em đang mặc nhá chị Ngọc Hân nhá. Đấy á, chị mặc cho em, nếu mà chị 50 cân cao 1m50 chị mặc cho em bộ này vừa. Bởi vì chị em mình có bao giờ quan tâm đến cái quần đâu mà. Cái quần này thì nó bản thân nó mặc là nó là cái kiểu chất liệu nó thụng thụng như thế này rồi. Đấy á, các chị yêu nhìn cái bộ này, cái chất này những chị yêu nào mà thích mặc quần nó không bao giờ cảm giác bị sát vào đùi ấy là các chị yêu cực kỳ thích. Bởi vì cái chất này mặc lên nó rất là sướng, mặc chảy nhá. Mà mặc cảm giác nó cứ như không mặc ấy. Mặc cái bộ này thì em Nga nó như không mặc ấy. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn cho em bộ này 450.000. Đấy là bộ này chị yêu nào lấy nhanh tay chốt đơn nhá, 450. Em còn duy nhất 2 bộ size M và 1 bộ màu đen size M. Đấy em chốt đơn mức giá là 450.000. 450.000 cho em mã M11. Đấy em chốt đơn 2M và 1 bộ màu đen size XL. À chị bộ đấy nhé, ok chị Ngọc Hân, 1 bộ em đang mặc này. Vậy là em còn 1 bộ size M và 1 bộ màu đen size XL thôi ạ. Thôi ạ. Chị bộ màu nâu, nâu size M, còn XL là còn màu đen. Rồi ạ. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Mức giá cho em Nga là 450.000. Bộ em đang mặc 450. Thế chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp nhắn chốt đơn. Rồi ạ. Tiếp theo cho em bộ này. Bộ này cho em Nga này. Sale lốt luôn nha. Rồi. Đây ạ. Rất chị Lê Thị Hưng lấy mở chính cho. Chị Lê Thị Hưng lấy M9 cho em xin số điện thoại với chị Lê Thị Hưng ơi. Chị Lê Thị Hưng lấy M9 cho em xin số điện thoại với ạ. Chị Lê Thị Hưng lấy M9 cho em xin số điện thoại nha. Chị Lê Thị Hưng lấy M9 cho em xin số điện thoại này. Bộ này em còn đi sau, em xin phép được lên nốt luôn này. Em còn size M, size XL và size 2XL cho bộ này. Rồi, xin phép được lên luôn. Bộ này rất là đẹp, không có hàng. Chị Nguyễn Thu Thủy ạ. À, cân nặng bao nhiêu ạ? Ok, size M nha, em đang mặc em chốt đơn. Vậy là em hết bộ em đang mặc size M nha. Em chỉ còn mỗi một bộ màu đen size XL thôi. Bộ em đang mặc em còn duy nhất một bộ màu đen size XL. Màu nâu cho chị Nguyễn Thu Thủy. Đây ạ, màu đen đấy ạ. Màu đen em còn duy nhất một bộ size XL. Đây. Chị yêu nào 65-66 cân đổ về các chị yêu mặc cho em nha. Em còn đúng một bộ màu đen size XL. Bộ này rất là đẹp, nhưng mà em còn mỗi một bộ màu đen size XL thôi.
chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhé. Comment cho em đúng chính xác đúng chốt đơn. Rồi em qua mã M em đang mặc là em lên bộ tiếp theo. Chị Hoài Vũ XL đen 63 cân có được không? 63 cân là vừa luôn chị Hoài Vũ ơi. XL đen 63 cân là chuẩn size của chị luôn ạ. À. Bộ này nó không ôm bó vào cơ thể, ai thích không mặc ôm bó ấy, thì nó chưa chốt đơn. Nga thì quá hot hit rồi cả. Chị em hỏi riêng được bộ này này. Bộ này thì quá hot hit luôn rồi. Rồi ạ. Chị Quý Hoa hỏi bộ đang mặc bao nhiêu? Bộ em đang mặc có giá là 450.000 ạ. Bộ màu thì màu nâu em vừa mặc là 450 ạ. Má M11 hộ em. Rồi ạ. Chị Hoài Vũ mà lấy bộ màu đen thì báo em nhé, M11 đã 450 nên cho em Nga mã tiếp theo này. Nên cho em Nga mã tiếp theo nhé. Bộ này đẹp không các chị? Em nói thật sự bộ này à, bao nhiêu chị mua không được. Em nói thật sự mẫu này nhà em Nga lúc em ấy là cháy hàng này. Cái bộ này này em còn sót lại là do là em nhớ không lầm là do là khách mới là 1, 2 là kiểu các chị yêu đổi size ấy thì nó mới còn sót thôi. Chứ bộ này em nhớ là em lên line mà còn không có hàng thì còn nợ của khách rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ em phát hiện ra em còn sót như sau. Màu em đang mặc là màu xanh nhá. Bộ này đẹp không các chị? Đây này. Cái họa tiết mà nó có cái họa tiết hoa như thế này này, rất là xinh luôn. Chất liệu của em Nga đang mặc ấy nó là umi gai ấy các chị ạ. Nó là umi gai cho nên mặc lên nó rất là thích. Mặc lên nó rất là khoáng, cực kỳ thoải mái và cực kỳ sang xinh. Bộ này nhà em Nga thì siêu hot rồi. Nói chung bộ này ai mà đã nhìn em Nga mặc bộ này rồi, các chị có biết này, màu em đang mặc xanh than. Em có duy nhất một bộ màu xanh than, hai bộ màu xanh than size M. Em đang mặc là size M nhá, 55 cân đổ về mặc M. Duy nhất một bộ màu xanh than size XL và hai bộ màu xanh than size M. 2M, 1XL cho màu xanh than. Và màu đen có duy nhất một bộ size M và một bộ màu đen size 2XL. Giá ngày hôm nay em chốt này, sale lốt cho các chị yêu là 599.000 đi ạ. 599.000 bộ này không phải nghĩ nữa đúng không các chị yêu? Em sale lốt là 599.000, không phải nghĩ về giá luôn á. 599.000 cho một set bộ thể thao kéo khóa. Nên chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn ạ. Mức giá cho em Nga sale là 599. Em còn màu đen một bộ size M, một bộ size 2XL. Xanh than em còn hai bộ size M, một bộ size XL nhá. Mức giá ngày hôm nay là 599.000. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Comment cho em đúng cú pháp để em chốt đơn ạ. Đã, M em đang mặc là size M nhá. Màu này em đang mặc là size M. Má M12 ạ. À, em ơi bộ cho chị bộ gì ạ? Em ơi mặc bộ BB là cái bộ gì ạ? Bộ chữ BB á, bộ chữ BB nào? Nhưng mà làm gì có size XL chị Mua Nguyên ơi. Bộ màu trắng em không có size XL chị Mua Nguyên. Bộ siêu cấp mà chữ BB chỉ có SML thôi chị Mua Nguyên ơi. Em vừa mặc cân nãy rồi đấy ạ, màu xanh than size M cho chị Duyên Hà này. Em đang mặc bộ này là size M nhá, size M là 55 cân đổ về em chốt đơn. Các chị yêu nghe rõ về size này, bộ này thì em không còn size L đâu. Size M là 55 cân đổ về em chốt đơn. Size L là dành à size XL dành cho các chị yêu 65 cân và size 2XL dưới 70 cân em chốt đơn. Chị yêu làm nhanh tay thì được chị Duyên Hà một bộ màu xanh than size M. Màu xanh than em còn 2M. Chị Duyên Hà cao 1m55 nặng 55 cân ok ạ. À. Chị Minh Lê cho chị M8 màu xanh thì chốt cho chị nữa nhé. M8 chị Minh Lê, nếu M8 mà còn màu xanh thì chốt cho chị Minh Lê. Ok chị, cho chị màu xanh than size M 52 cân chị Hải Hà ơi, phải vui lòng inbox vào trong trang chuyển khoản em mới chốt được đơn cho chị Hải Hà. Còn M8 màu xanh. M8. Chị Hải Hà. Hết rồi.
Chị Minh Lê ơi, nếu mà khách mới em không gọi điện được thì em mới chốt được cho chị Minh Lê ạ. Còn lại là M8 em đang tạm thời em hết hàng mất rồi chị Minh Lê ạ. Chị có lấy sang mã em đang mặc thì chị báo em nhé. Đấy ạ, chị yêu nào lấy sang mã em đang mặc là mã M bao nhiêu nhỉ? Mã em đang mặc là M12. Mã em đang mặc là M12 ạ. Chị Hải Hà lấy M12 thì vui lòng inbox vào trong trang chuyển khoản em mới chốt đơn cơ ạ. Chị yêu nào mà chuyển khoản thì các chị yêu vui lòng chuyển khoản trong trang thì em mới chốt đơn nhé. Đấy ạ, còn nếu mà không các chị yêu chốt không có giá trị đâu ạ. Rồi. Em đang mặc là màu xanh than, size M nhá. Em còn duy nhất một bộ size M, một bộ size XL giá ngày hôm nay là 599.000. Đấy, màu đen thì em còn một M, một bộ size 2XL giá 599.000 em chốt đơn. Bây giờ em sẽ mặc ra màu đen này. Xanh than còn một M và một bộ size XL. Đẹp quá là đẹp luôn á. Đây ạ. Bộ này không có điểm gì để phải nghĩ luôn. Một M, một bộ size XL. Quần thiết kế lưng vòng 3 chất liệu cho em Nga. Bộ này thì em Nga hàng cao cấp thì các chị cũng không phải nghĩ về chất liệu luôn. Nói chung là cả một cái set bộ kéo khóa như này nó quá là rẻ luôn ấy. Nó rẻ hơn cả các chị yêu mua một cái áo khoác. Nên chị yêu là lấy thì chốt đơn nhé. Em đang mặc là màu xanh than xanh mờ. Bây giờ sẽ mặc sang màu đen xanh mờ. Chị yêu là lấy thì chốt đơn nhé. 599 nghìn. Là những chị yêu nào hôm nay mua được bộ này nhà em Nga, xong nhà em Nga đi đơn luôn là mấy nữa là các chị yêu lạnh phát là các chị yêu nhận được hàng luôn. 57 cân thì em hết size rồi ạ. 57 cân em không còn size L, em hết size rồi. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhé. Đây, bộ này của nhà em Nga đây, em mặc màu đen này. Rất tiếc này em không còn bộ này size L. À các chị yêu lấy bộ size L thì chờ em lên cho các chị yêu bộ này này. Đây ạ, chị yêu nào mà lấy thì nhanh tay chốt đơn nhé. 61 cân thì mặc cho em bộ này sẽ XL. Bộ chữ BB chị mặc L ạ. À. Chị 61 cân thì mặc lo cho em size L là chuẩn luôn chị Ngô Nguyên ạ. À. Người vừa gọi chị mặc cho em size L là vừa luôn chị Ngô Nguyên ơi. Cái bộ siêu cấp ý. Cái bộ chữ B này này. Cái bộ chữ BB này siêu cấp này này, chị mặc cho em size L là vừa luôn ạ. À. Đấy ạ, à, chị mặc cho em size L nhưng mà size L thì vừa xong em có một bộ duy nhất thì không nhớ, em nhớ em vừa chốt cho chị nào không biết khách cũ hay khách mới mất rồi chị Ngô Nguyên ạ. À. À, hả? Chị Ngô Nguyên lấy màu gì? Màu đen. Chị Ngô Nguyên lấy màu đen á? Chị Ngô Nguyên lấy màu đen. Còn đấy chị Ngô Nguyên ơi, chị mặc cho em size L là vừa luôn ạ. À, 65 cân thì mặc bộ này cho em size XL nhá, 65 cân. 65 cân chị Thiều Thúy á, 65 cân chị cao bao nhiêu ạ? Chú em đang mặc màu đen này, em còn duy nhất một M và một bộ size 2XL này. Màu đen này em còn duy nhất một M và một bộ size 2XL. Đấy ạ, màu xanh than thì còn một M, một bộ size XL. Chị yêu nào lấy thì nghe kỹ về size các chị yêu chốt đơn. Giá ngày hôm nay 599.000, quá là rẻ, không phải nghĩ về giá luôn ạ. Đấy ạ. À, bộ chị có khóa không ấy? Chị Lê Thị Hưng là mẫu gì có khóa không này gì? Chị Lê Thị Hưng đang lấy đang hỏi cái bộ trước của chị ý, chị chốt là có khóa không? Chị Lê Thị Hưng không khóa bộ cổ V. Bộ cái nãy chị chốt là bộ cổ V không có khóa chị Lê Thị Hưng ơi. Chị Lê Thị Hương ơi, bộ cái nãy chị chốt là không có khóa, còn bộ này của nhà em Nga có khóa chị yêu nhé. Mà chị có lấy thì cho chị số điện thoại không mới. Chị Lê Thị Hương ơi, vừa xong chị không cho em số điện thoại, em không chốt được đơn đâu chị Lê Thị Hương ạ. À. Các chị chốt hàng mà không cho em số điện thoại thì chốt làm gì ạ? Đâu mất đừng nếu mà đã chốt hàng mà không muốn cho số điện thoại thì đừng chốt làm gì cho mất thời gian ạ. Thật sự là em đứng lên đây em sell rồi ấy, cho nên là chị nếu mà chị lấy hàng thì cho em số điện thoại chứ nếu mà lấy hàng khách mới không cho số điện thoại thì đừng chốt của em làm gì cho đỡ mất thời gian. Em đỡ mất thế. Tại vì em đang giọng em Nga, các chị yêu nghe giọng em này. Em đang giọng của em Nga này. Đấy ạ, cho nên là các chị yêu mà lấy mà không cho số điện thoại thì tốt nhất là các chị yêu. Lê Thủy M12 1m54 cân, xanh than. Màu xanh than size M cho chị Lê Thị Thủy này. Chị Lê Thị Thủy một màu xanh than size M em chốt đơn ạ. Màu đen có size XL không ạ? Màu đen không có size XL cho Hải Vũ ạ. Màu chỉ có màu xanh than. Màu xanh than có một bộ size XL. Màu đen em có size 2XL thôi chị yêu ạ. Màu đen có size 2XL, màu xanh than có size XL ạ. Chị Thiều Thúy là cao 1m57 đến 65 cân. Chị Thiều Thúy cao 1m57 đến 65 cân thì mặc bộ em đang mặc là size 2XL nhá.
Chị lấy màu đen xe 2XN thì cho em xin số, à xin ghi hộ em đúng mã đi các chị yêu ơi. Thôi à, nếu mà chị băn khoăn như thế thôi em cũng, em nói thật sự luôn ấy, em dơ cho chị rồi, nếu mà tí nữa chị xem lại like chị chốt được chắc chốt nhá. Còn nếu mà không, tại vì chị là khách mới, em nói thật sự đi một người khách mới nhá, mà hàng của em đang là hàng sale. Em nói thật sự hàng thứ nhất là hàng em đã sale cho các chị yêu rồi, mà em đi một người khách mới, mà một người khách mới gọi từ like đến giờ em xin số điện thoại, không cho em số điện thoại là một này. Thứ hai là đúng ạ, các chị chốt mà các chị còn chưa chắc chắn này. Đấy ạ, còn ngày mai thì em gọi điện cho chị nữa, cho nên là nếu như chị thực sự chị muốn lấy, chị inbox vào trong trang hộ em. Đấy ạ, nhiệt tình lấy thì inbox vào trong trang bởi vì em sale rồi. Đấy ạ, còn nếu mà chị, còn nếu mà chị băn khoăn thì em nghĩ là thôi chị cứ theo dõi đi. Chị cứ theo dõi đi chị ạ. Chị cứ theo dõi giúp em Nga nhá. Cứ theo dõi giúp em Nga đi. Đấy ạ, cho nên là đối với các chị yêu nào khách mới mà cứ kiểu còn băn khoăn thì cứ theo dõi đi ạ. Rồi ăn chốt. Bởi vì em sale rồi, em có hàng đâu. Mấy nữa các chị yêu muốn mua không có hàng, cho nên là thôi chị cứ theo dõi đi. Đấy ạ. Cho nên là các chị coi không cho em số điện thoại em không chốt ạ. Em nói luôn như vậy cho nhanh đỡ mất thời gian. Đấy ạ. Chị Thiều Thúy mà lấy M12 thì comment cho ghi lại hộ em M12 nhá. Chị Hương Nguyên ơi, chị 55 cân cao 1m6 mặc M. Chị Hương Nguyên ơi, cao 1m6 mặc M. Nếu mà chị muốn mặc ôm như em Nga đang mặc này, người chị gọn chị muốn mặc ôm như em mặc thì chị mặc M được cho em Nga. Đấy ạ, nếu mà người chị gọn ở trên phần trên chị gọn nhá. Đúng không ạ? Em đang mặc size M đấy chị Lê Thủy ạ. Em đang mặc là size M đấy. Em đang mặc bộ này là size M đấy ạ. Em đang mặc là bộ này size M. Các chị yêu biết rồi, riêng về rằng bộ nhà em Nga thì em là gọi là hàng có thương hiệu về về đồ bộ rồi. Cho nên là thường những cái bộ mà em lên cho các chị yêu biết rồi, em đứng lên đây và em các chị yêu biết này, toàn những bộ hot em lên cho các chị yêu. Mà mỗi bộ nó chỉ còn có 1-2 bộ là các chị yêu biết này. Những mẫu này nhà em Nga là các chị yêu biết rồi, nó quá là xuất sắc, cho nên là khách nhà em Nga đấy, các chị mua như thế nào luôn rồi. Nên các chị yêu nào mà còn băn khoăn thì thôi các chị yêu cứ xem giúp em đi. Chị lấy bộ BB nhé, chị mua nguyên lấy bộ BB size M, à size L đúng không? Chị mua nguyên là lấy size L đen, ok ạ. Size bộ 990.000 đúng không? Chị bộ cho chị mua nguyên màu đen. Tại vì thật sự luôn là những cái này các chị yêu yên tâm luôn. Chị mua nguyên. Được ạ, ok chị yêu ạ. Bên em sẽ inbox ạ. Chị Mua Nguyên là lấy bộ BB này là 990 là size L đúng chị Mua Nguyên nhỉ? Nhưng mà chị ghi màu đen đúng không? M12 cho chị Thiều Thúy xe 2XL này. Màu đen xe 2XL cho chị Thiều Thúy này. Chị Thiều Thúy là cao 1m57 này, 65 cân thì mặc hơi thoải mái cho em Nga một chút xíu nhá. Vì nói chung là những chị mà giữa size ấy là chị chấp nhận mặc cho em hơi thoải mái một tí xíu. Đấy ạ. Nói chung là người giữa size phải hơi chấp nhận của em nhá. Đấy ạ. Người giữa size phải hơi chấp nhận của em. Cho chị mua nguyên một bộ size L này. Size L màu đen này. Cho chị xem áo gió cao cấp size S với Nga. Chị Nguyễn Giang ơi, áo gió bây giờ mà chị bảo em nộp em tìm thì giờ em không thể nào em nhớ được luôn. Áo gió thôi để bữa sau đi. Ngày mai em có việc rồi nên là ngày mai em không like được. Cho nên là em hẹn các chị yêu vào tối ngày kia đi. Tối ngày kia các chị yêu nhá. Bây giờ chị hỏi em áo gió em không biết là mẫu nào nữa. Áo gió có đấy nhưng mà bây giờ em không nhớ được mẫu nào ấy. Áo gió siêu cấp. Gió siêu cấp. Tại vì đang like cái mã này ấy. Bộ này vừa rồi mình mua màu xanh than rồi. Công nhận chất dày dặn, cầm nặng tay đẹp tuyệt vời. Đấy ạ, em cảm ơn chị Võ Huyền My. Nói chung khách nào nhà em Nga mua bộ này rồi các chị yêu biết. Em mỗi tội bây giờ em còn nẻ sai em mới đứng lên like cho các chị yêu như thế này thôi. Chứ còn nếu mà thường những cái mẫu này em lên em mà còn số lượng thì em cứ chắc chắn là các chị yêu sẽ thoải mái chốt, nhưng mà bây giờ nó không có hàng. Đấy ạ. À, cho chị màu đen và gửi áo hôm qua. Chị Hoài Vũ ơi, màu đen em vừa hết rồi, em còn mỗi màu xanh than XL thôi ạ. Em gọn người chị ạ, chị Thiều Thúy gọn người. Chị Thiều Thúy gọn người. M12 màu xanh than. Chị Thúy Thúy cao 1m57 đằng 65 cân. Bình thường chị mặc hay mặc set bộ thể thao hàng cao cấp là mặc size M hay à, size XL hay là 2XL ạ? À? Chị Hương Nguyên mà 55 cân cao 1m60. Mặc như em Nga đang mặc thì chị mặc cho em size M, nhưng mà size M màu xanh than. Size M màu xanh than vừa xong chốt là cho hai chị khách mới hay khách cũ đấy. Xanh than là khách mới ạ? À? Màu xanh than ấy. Hả? À? Màu xanh than được xong chốt này. Tại vì nhà em Nga mà chốt cho khách cũ là nhà em tự động lên đơn rồi. Cho nên là thường chốt khách cũ là nhà em Nga thường là khách cũ nhà em Nga. Các chị không bao giờ bỏ ra đâu. Đấy ạ, chỉ có mỗi khách mới thì nhà em không gọi điện được thôi.
chị Hương Nguyên ơi, chị lấy màu xanh than để ở chế độ dự phòng hộ em nhá. Màu xanh than bây giờ em còn duy nhất một bộ size XL. Màu xanh than này. Màu xanh than em còn duy nhất một bộ size XL. Màu đen như em đang mặc em còn duy nhất một bộ size M màu đen. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn cho em nha. Mức giá ngày hôm nay là 599.000. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Đây em lên cho các chị yêu bộ này. Đây là bộ này thì em còn size L đây này. Bộ này thì em còn size L này. Chị yêu nào lấy thì chốt đơn nhá. Rồi, hôm nay bộ này em xin phép. Em chỉ còn bộ này em sale lốt. Hôm trước đã sale rồi nhưng hôm nay xin phép được sale lốt này. Cho chị yêu nào mà không tin được những mẫu kia thì các chị yêu lên cho em mẫu này. Ok chị Lê Thị Hưng cho số điện thoại. Ok chị Lê Thị Hưng ạ. Màu đen M12, màu đen size L không có hàng rồi. Ok chị Mua Nguyên, ngày mai sẽ có, ngày mai là các bạn sẽ gửi luôn cho chị ạ. À, chị đi du lịch à, mùng 5 âm em mới gửi cho chị nhé. Ok chị Mua Nguyên, tức là mùng 5. Ok chị Huyền Huỳnh M12 màu đen size L không còn chị yêu ạ. Đây ạ, em mặc XL chị ạ. Chị Thuyền Thúy, à chị Thuyền Thúy ơi, XL màu đen không còn ạ. Chị Thuyền Thúy ơi, em chỉ có xanh than ra XL thôi chị Thuyền Thúy ơi. Chị Thiều Thúy ơi, em chỉ còn xanh than XL thôi ạ. À. Vậy thì chốt cho chị. À chị Hoài Vũ, nhưng chị Hoài Vũ là bao nhiêu cân nhỉ? Chị Hoài Vũ là đang cũng lấy màu đen đấy. Em mà gọi điện không nghe máy. À chị Hoài Vũ, nhưng mà chị Hoài Vũ toàn gọi điện không nghe máy thì không chốt được. Các chị chốt hàng nhà em Nga mà cứ không gọi điện không chốt hàng được thì các bạn nhà em Nga đến khi mà chốt sale ấy các bạn ấy ngại gọi lắm luôn. Nhà em Nga là đến lúc chốt sale ấy là cứ khách cũ nhà em Nga là em ưu tiên thật sự luôn ấy. Còn khách mới là các chị gọi điện mà không gọi được, không nghe được là cực kỳ ấy. Thế chốt cho chị Thi Hoàn Vũ màu đen M12 C2XL đi ạ. Đấy, là nên là khách cũ nhà em Nga, các chị khách cũ nhà em Nga nhiều khi các chị rất là sướng luôn. Bao giờ cũng được ưu ái đấy. Nói thật ra sự khách cũ là đương nhiên là được ưu ái hơn là chắc chắn rồi, bởi vì các chị là không phải gọi điện chốt đơn là một, thứ hai là các chị chốt là chốt chắc chắn luôn và thường chốt là nhà em tự động lên đơn, không phải gọi điện chốt đơn, không phải gì hết. Thế mà không cần số điện thoại, không cần địa chỉ. Đấy ạ. Còn lại là khách mới nha các chị mà gọi các chị mà chốt, mà ví dụ như là các chị chốt nhà em Nga khoảng tầm 3-4 lần rồi, nhưng mà 3-4 lần là các bạn ấy gọi điện nhưng mà không gọi điện được cho các chị. Cho các chị thì các bạn sẽ lên vào trong nhật ký, ví dụ như chị Hoài Vũ ấy đã chốt hàng với nhà em Nga mà không gọi điện được thì những cái đơn sau mà chị chốt hàng bên nhà em Nga thì các bạn ấy sẽ rất là ngại luôn, bởi vì sao gọi có được đâu mà chốt ạ, à, đúng không? Cho nên là nhiều khi mà gọi mà không được ấy là các bạn sẽ chốt cho cái người mà người ta chốt được chắc, các bạn ấy đỡ phải làm nhiều. Em nói thật sự luôn ấy, em nói thật sự đấy là tâm lý mà, đúng không các chị yêu? Em nói thật là như vậy, đấy là tâm lý. Nên là các chị yêu nào lấy chốt đơn nhé, không có size L ạ, à, không có size L. Chị Thiều Thúy ơi, em chỉ có màu xanh than size XL thôi, cho nên là màu đen không có size XL, cho nên em hủy size 2XL cho chị yêu nhá. Chị lấy màu xanh than bộ này của nhà em Nga size XL thì chị báo em. Rồi, bây giờ em đây ạ, bộ này này. Bộ này nhà em Nga này. Hôm nay em xin phép được lên cho các chị yêu bộ này với mức giá này, màu xanh than nha. Mức giá cho em Nga em chỉ còn size L duy nhất thôi, chị yêu nào lấy size L bộ này. Đấy là những chị yêu nào mà không chốt được bộ này size L này thì lên bộ này cho em size L nhá. Hôm nay em cũng xin phép được sale bộ này này, 599.000, bộ tay em cầm. Bây giờ em mặc luôn nhá. Em chốt trên live tối nay thôi ạ. À. Vì bộ này các chị yêu biết là em đã từng sale một lần rồi. Và bộ này hôm nay em sale trên live tối nay là 599.000. Nên hôm nay rồi ạ. Bộ này em còn này, màu xanh than và màu nâu em còn size L. Bộ này em còn màu xanh than và màu nâu em còn size L nha. Giá hôm nay em chốt cho các chị yêu là 599.000. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay này. Chị yêu nào lấy thì nhanh tay. Màu đen còn duy nhất size XL cho mẫu này. Màu đen thì em còn XL, màu xanh than thôi rồi em mặc ngược quần. Ồ, mặc nhanh mặc ngược quần. Đây ạ.
Bộ lên hộ em ạ. Đây ạ, các chị yêu nào muốn chốt size L thì sang mẫu này nhá. Em chỉ còn duy nhất màu xanh than này size L. Xanh than size L, nâu em còn N, đen em còn XN cho mẫu này. Chị yêu nào lấy nhanh tay chốt này. Hôm nay em chốt cho các chị yêu là 599.000. Bộ này ạ. Nhiều em là M mười mấy nhỉ? M13 hộ em ạ. Em đang mặc size L đấy các chị yêu nhá. Size L cho chị yêu nào từ 55 cân cho đến dưới 60 cân. Thế thì khó lắm chị Hoài Vũ ạ. Tại vì chị mà nghe máy như thế thì nhiều khi nhà em nga, nếu mà thường mà các chị khó mà nghe được máy ấy, thì thật ra như thế thì làm cho cái bạn, các bạn shipper ấy, các bạn đi shipper, các bạn ấy làm sao mà các bạn có thể giao được hàng cho các chị, đúng không ạ? Nhà em gọi điện cho các chị yêu để chốt đơn cũng không chốt được. Thì khi mà shipper, đúng không ạ, đơn hàng của nhà em nga đến nơi các chị yêu thì làm sao mà các bạn là shipper có thể giao được hàng cho chị. Đấy, cho nên rất là khó. Nếu mà chị mà khó như thế thì chắc là chị cứ theo dõi trang của nhà em nga. Đến khi nào mà chị đủ tin tưởng ấy, đồng ý chuyển khoản thì em nga sẽ đi đơn cho chị. Bởi vì nếu mà đi đơn chuyển khoản rồi thì chị có thể cho một cái địa chỉ mà các chị ví dụ như quen hoặc nhờ ai lấy hộ, thì các shipper người ta sẽ tự chuyển cho các chị yêu thì nó chắc chắn hơn. Chứ còn nếu mà đi đơn mà không nhận được thì các chị mà không gọi được điện được chốt đơn thì rất là khó cho em luôn. 12 chị có không em? Chị Hương Nguyên. Chị Hương Nguyên ơi, màu xanh than chị ở chế độ dự phòng đấy chị Hương Nguyên ạ. M12 mà màu xanh than em chỉ còn size M ở chế độ dự phòng đấy chị Hương Nguyên ạ. M12 đen M hết rồi ạ. À M12 đen M. Ok, M12 đen M cho chị Nga Ngọc nữa là hết rồi. M12 đen M này. M12 đen M em chốt cho chị Nga Ngọc này. Vậy là M12 em còn mỗi xanh than cho XL. Chị Nga Ngọc khách mới cho em xin chiều cao cân nặng đấy ạ. Chị Nga Ngọc khách mới cho em xin chiều cao cân nặng nhá. Chị Hương Nguyên ơi, M12 màu xanh than chị chốt ở chế độ dự phòng hộ em. Đấy ạ, chị yêu nào lấy M13 lên cho em Nga. M13 này, hôm nay cũng có giá là 599.000. Em mặc size L đấy ạ. Bộ này em đang mặc size L hơi rộng một chút xíu nhá. Em mặc được cả M lẫn L. Em đang mặc bộ này là size L đấy ạ. Chị yêu nào mà lấy M12 chưa được thì chắc chị yêu sao cho em M13 này. 599.000. Đấy ạ. Chị Nga Ngọc lấy cho em xin chiều số điện thoại, cho em xin chiều cao cân nặng với ạ. Đây, bộ này em còn size L, chị yêu nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Em còn có mỗi mấy bộ size L thôi, hết hàng rồi, 599.000. Thật ra bộ này là em đặt về nhưng mà không có hàng, bên kia không có các chị yêu. Đấy. 554 cân size M chuẩn luôn rồi ạ. Bộ em đang mặc chị yêu nào lấy chốt đơn nhá. Em đang mặc bộ này là size L đấy ạ. 599.000 em chốt trên line cho các chị yêu rồi nha. 599.000. Em có này, màu xanh than em mặc size L. Màu nâu em còn size L. Màu đen thì em còn XL. Đấy, hết là M13. M13 em chỉ còn như vậy thôi. Hết rồi. Mỗi một bộ em chỉ còn 1-2 bộ thôi này hết. Đen này, màu đen này em còn 2 bộ size XL là hết hàng rồi. Ví dụ em là M13. M13 thì em còn duy nhất 2 bộ màu đen size XL. Màu nâu em còn size L, màu xanh than em còn size L. Size L là từ dưới 60 cân và size XL là dưới 65 cân. Đấy á. Chị yêu nào thích mẫu này thì chốt đơn. Bộ này nhà em Nga siêu hot này. Bộ này nhà em Nga thì cực kỳ hot luôn. Bộ này nhà em Nga em bán á. Trời ơi, không biết bao nhiêu bộ khi mà đợt đầu nai luôn. Đấy á, nhưng mà giờ hết hàng mất rồi. Không có được hàng. Chị yêu là lấy chốt đơn nhá. Màu đen này còn duy nhất size XL, 2 bộ size XL màu đen dưới 65 cân. Màu em đang mặc là màu xanh than. Màu nâu em còn size L. Xanh than và nâu còn L. Dưới 60 cân em chốt đơn. Mức giá cho em Nga ngày hôm nay là 599.000 em chốt đơn ạ. Rồi ạ, chị yêu nào muốn lấy M13 thì nên comment cho em Nga nhé. Nên like, inbox và comment cho em đúng cú pháp là M13 em chốt đơn. Rồi ạ, đấy ạ, chị yêu nào lấy M13 thì có thể chốt đơn cho em M13. Chị Hương Nguyên cho chị L cũng được. Chị Hương Nguyên lấy L mã gì nhỉ? Chị Hương Nguyên ơi, mã M12 em không có size L chị Hương Nguyên ạ. Mã M12 em không có size L. Em chỉ có M13 có size L thôi. Chị yêu nào có lấy sang M13 thì bảo em này. Nếu mà chị lấy size L thì chị lấy sang cho em M13 nhá. Còn M12 em hết, không có size L ạ. Cho nên chị yêu nào lấy thì chốt đơn. Rồi ạ, M13 em đang mặc là màu xanh than đây. Mức giá cho em Nga là 599.000 ngày hôm nay. Sale note ạ. Bây giờ em sẽ mặc sang màu nâu. Em mặc màu xanh than nhá. Xanh than em còn duy nhất mỗi size L. Duy nhất mỗi size L. Bộ này siêu đẹp. Sang, độc lạ, khác biệt, họa tiết cho em Nga. Rất là đẹp luôn, không đụng hàng. Nói chung set này không đụng hàng. Set này đi tìm mỏi mắt không đụng hàng luôn. Em có màu nâu size L. Bây giờ em sẽ mặc sang màu nâu size L.
màu đen thì em còn sẽ XL thôi, cho em ăn mã M13. Chị yêu là lấy màu gì giúp đỡ cho em màu đen. Màu nâu em còn nở, xanh than em còn lở. Giá 599.000, không phải nghĩ về bộ này luôn. Đây ạ, quần không bo gấu các chị yêu nhá. Mẫu này của em Nga là quần không bo gấu. Em đang mặc bộ này size L đấy ạ. Ví dụ em là mã M13, M12 em không còn size L chị Hương Nguyên nhá. Đây, M13 đây ạ. Chị yêu nào muốn lấy M13 thì chốt đơn cho em Nga. Quần của nó là chất liệu umi gai này. Phần thân trên của nó là kiểu chất liệu kiểu của umi cốt tông với các chị ạ. Rất là đẹp luôn. Hoa tiết hoa văn của nó độc lạ khác biệt không đồng hàng. Áo thì biến thành một cái áo khoác độc lập được cho em Nga. Rất là sang cực kỳ xinh nên chị yêu nào lấy set này thì chốt đơn cho em Nga nhé. Mức giá cho em Nga chỉ có giá là 599.000 tối nay. M13 vẫn là M13. Đen còn XL, nâu còn size L và màu xanh than còn size L là em chốt đơn. Đấy chị yêu nào thích M13 thì có thể xem lại like giúp chốt đơn giúp em Nga. Còn bây giờ thì em xin phép dừng like tối nay các chị yêu nhé. Đấy, còn hẹn các chị yêu trong livestream tiếp theo vào ngày kia. Tối mai thì em bận mất rồi cho nên em không nên được like. Cho nên hẹn các chị yêu vào ngày kia. Nói chung là trên cái những cái set bộ mà tối nay em like này là em cắt mẫu hết này em hết hàng. Đấy, cho nên là em chắc chắn là nó sẽ còn nẻ một số những cái bộ nào đấy á, thì các chị yêu có thể xem lại like. Em sẽ giữ nguyên like này trong vòng khoảng 1-2 ngày cho các chị yêu nào mà chốt những cái mẫu mà em còn nẻ nhá. Tại vì những cái hàng này em lên nó còn nẻ cứ một bộ hai bộ ấy, cho nên là những chị yêu nào mà có thể xem lại like mẫu nào mà em còn ấy, thì các chị có thể chốt. Đã còn lại là sau khi mà 1-2 ngày sau hết thì em sẽ cắt, em sẽ xóa like nhé. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều, hẹn gặp lại các chị yêu trong livestream tiếp theo. Đã tranh thủ em sẽ lên một số những mã sale cho các chị yêu, nhưng mà ngày mai em bị bận mất rồi, em ngày mai em lại có việc mất rồi. Đấy, cho nên là hẹn các chị yêu ngày kia. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều, tạm biệt các chị yêu. Hả? Gì? Chị Nhâm Đặng lấy bộ đen, bộ nâu hai bộ em. Chị Nhâm Đặng là lấy mai đang mặc là M13 đúng không ạ? Chị Nhâm Đặng là lấy M13 hay lấy bộ gì ạ? Chị Nhâm Đặng khách mới hay không? Chị Nhâm Đặng lấy. Các chị yêu ơi, khách mới, các chị yêu chốt. Các chị yêu ơi, nếu mà lưu ý khách mới nhá, chốt cho em nha thì ghi rõ mã hộ em. Và sau khi chốt xong các chị yêu cho em số điện thoại nhá. Đấy ạ. Tại vì các chị yêu là khách mới, các chị yêu mà không cho em thông tin, không cho em số điện thoại em không chốt được. Đấy, chị Nhâm Đặng lấy thì ghi hộ em là mã M13, màu nâu và màu đen, và cho em xin số. À, màu đen không có size, không có size chị ơi. Màu nâu thì là size L, màu đen là XL. Cho nên là chị đang chốt hai màu khác nhau. Nói chung là chị Nhâm Đặng lấy thì phải cho em số điện thoại mới chốt. Còn bây giờ em dừng like đây. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Hẹn gặp lại các chị yêu nhé. Khách mới chốt mà không cho thì khó lắm.